Các bạn thân mến, chuyện rất nhiều lỗi chính tả, mình không thể sửa nổi. Bạn nào không nghe được có thể lựa chọn chuyện khác trong danh sách phát của mình để thưởng thức. Còn chuyện này, nếu còn người thích mà chấp nhận lỗi thì mình vẫn đăng tiếp, thân tất cả. Vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 43. Hôm nay sau lần thảm bại này, cho phái Thiên Cơ lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám đến đối phó Sở Trần. Có thể nói, Sở Trần sau khi đột phá, căn bản không sợ bất luận kẻ nào của phái Thiên Cơ. Sở Trần hơi thở phào nhẹ nhõm, anh không lo lắng cho an nguy của mình, cũng không muốn nhìn thấy những người còn lại của Tống gia bởi vì mình mà bị liên lụy. Phái Thiên Cơ ăn một trận bại trận, còn rất lý trí. Tống Thu tỏ vẻ tiếc nuối, so với phái Thiên Cơ, hắn thích Hưng Chảo Môn hơn. Một tiếng sau, trong phòng riêng, Sở Trần nhận được tin nhắn của Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong, chuyến bay trở về của đoàn võ giả Hương Sơn là 8 giờ tối, ta vừa mới đặt chuyến bay giống như bọn họ xong. Sở Trần, lúc đến, Giang Khúc Phong đi theo những người này, nhưng lúc ấy bọn họ còn không biết Giang Khúc Phong. Nhưng bây giờ, Giang Khúc Phong lại còn cùng bọn họ trở về, Sở Trần nhịn không được tưởng tượng một chút thần thái của hai vị cường giả phái Bắc Đẩu sau khi lên máy bay nhìn thấy Giang Khúc Phong. Phạm Trạch Phong tức giận, ngươi muốn gì? Ngô Tịch Quân bất đắc dĩ, có cần truy đuổi vạn giảm không? Dương Hổ Uy cảnh giác, không phải phái Thiên Cơ đã bồi thường tổn thất khách sạn 10 triệu sao? Có phải hay không không chơi nổi? Thiết Đinh Trình âm trầm, không nói một tiếng, có phải xem thường chúng ta không? Tiếp viên hàng không nhẹ nhàng, máy bay sắp cất cánh, xin vui lòng trở lại chỗ ngồi của quý khách và thắt dây an toàn. Giang Khúc Phong lãnh khốc, trong lòng nói. Ta chỉ muốn đi theo trở về xem các người có manh mối gì về đạo tặc Hỏa Yến hay không. Cô gái ngồi bên cạnh Giang Khúc Phong yếu đuối, anh trai, bọn họ như thế nào cũng khi dễ anh, bọn họ thật xấu, không giống em chỉ thấy tội nghiệp cho anh. Giang Khúc Phong, tình yêu đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy. Cô gái tò mò, đúng rồi, anh trai, vừa rồi mấy tên xấu kia nói 10 triệu là chuyện gì xảy ra, em không có ý gì khác, em chỉ là tức giận bọn họ khi dễ anh như vậy. Trong phòng riêng, trong đầu Sở Trần đang diễn một hồi kịch lớn, nhìn Giang Khúc Phong, nhịn không được cười ha ha ra tiếng. Những người còn lại lơ ngơ, Tống Thu nghi hoặc nhìn Sở Trần, anh rể làm sao gặm chân gà cười rộ lên. Giang Khúc Phong trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ, giác quan thứ 6 của võ giả nói cho hắn biết, Sở Trần cười có liên quan đến hắn. Đội ngũ Dược Cốc rời đi sau khi kết thúc trà sáng. 6 giờ chiều, Giang Khúc Phong đến sân bay Bạch Vân. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của Sở Trần, vẻ mặt lãnh khốc của Giang Khúc Phong cảnh giác. Lên máy bay lúc 7 giờ, Giang Khúc Phong đặt hạng thương ra, rất nhanh tìm được chỗ ngồi của mình. Khiến Giang Khúc Phong bất ngờ chính là, chỗ ngồi bên cạnh hắn, lại là một cô gái thoạt nhìn rất đáng yêu, túi sách trong tay cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn rất cao cấp, tư thái ngồi tao nhã, khi nhìn thấy Giang Khúc Phong đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, thần sắc cô gái không giấu nổi vẻ thất vọng. Hành trình từ Dương Thành bay tới Kinh Thành, làm bạn bên cạnh cô, dĩ nhiên chỉ là một đại thúc trung niên bình thường không có gì lạ. Vé hạng nhất này vô ích, Giang Khúc Phong vừa ngồi xuống, liền nghe thấy hừ một tiếng. Giang Khúc Phong, tất cả các hành khách đã lên máy bay. Giang Khúc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nhau bốn mắt với một người đi tới. Phạm Trạch Phong cả người run lên, khinh người quá đáng, sau khi rời khỏi khách sạn Hoa Đằng. Phạm Trạch Phong cũng vận dụng sức lực của phái Bắc Đẩu trong thế tục, điều tra thân phận của Giang Khúc Phong. Công bằng mà nói, phái Bắc Đẩu tuy là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới võ giả, nhưng hắn thật sự không dám quang minh chính đại trả thù Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong không Sở Trần, hắn là người cục đặc chiến Trung Quốc thuần túy bồi dưỡng ra. Mà Sở Trần, là đệ tử Cửu Huyền. Bọn họ đối phó Sở Trần, có một lý do công khai, chuyện giữa giới võ giả, liền dựa theo quy củ của võ giả mà làm. Phạm Trạch Phong quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy Giang Khúc Phong. Những người còn lại càng không dám tiếp xúc với ánh mắt của Giang Khúc Phong. Kịch bản tưởng tượng của Sở Trần kết thúc trong thất bại. Giang Khúc Phong trên chuyến bay này không có thu hoạch tình yêu, nhưng Liễu Thiên Thiên lại sắp nhận được quà của mình. Trang viên Liễu gia, trong chòi nghỉ mát, Liễu Thiên Thiên hưng phấn vô cùng, nhiều lần ngắt đứt Liễu Mạn Mạn đang đánh đàn chị nói Sở Trần sẽ chuẩn bị quà gì cho em. Liễu Thiên Thiên kích động. Lấy thân phận Sở Trần, lễ vật anh chuẩn bị, hẳn là không tầm thường đi. Đối với Liễu Thiên Thiên mà nói, mấy ngày nay trôi qua thật sự quá hạnh phúc. Đi theo bên cạnh Tống Nhan, dễ dàng, ăn uống miễn phí,
không có phiền não làm đề, còn có thể cùng Tống Nhan trao đổi các loại dưỡng da tâm đắc. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Trần, thông báo cho cô biết nhiệm vụ vệ sĩ của cô chấm dứt, trong lòng Liễu Thiên Thiên có chút không nỡ. Sự nghiệp vệ sĩ của cô ngay cả cơ hội thi triển võ công cũng không có, cứ như vậy ảm đạm kết thúc. An ủi duy nhất là tối nay Sở Trần sẽ đưa quà của cô tới. Sở Trần tặng quà, chị quả thật không nghĩ ra. Hai tay Liễu Mạn Mạn vuốt ve dây đàn, sâu trong nội tâm có chút hâm mộ. Liễu Thiên Thiên ngóng trông, Sở Trần đã đi tới trang viên Liễu gia, chỉ có điều, lúc này, anh đang ở trong phòng trà, cùng Liễu Khai Hồng nhấm nháp trà bách hoa tiên. Anh tự mình đến nói lời cảm ơn Liễu Khai Hồng. Liễu Khai Hồng tuy rằng đã tỏ vẻ, nếu cần ông sẽ tới hỗ trợ, nhưng Sở Trần cũng không có chủ động xin Liễu Khai Hồng giúp đỡ. Liễu Khai Hồng quyết đoán ra tay, cũng chính là ông kiềm chế Triệu Trụ cùng Huyền Minh trưởng lão hai người, vì trận chiến thắng hôm nay đặt nền móng. Phái Thiên Cơ đã rút khỏi Dương Thành, đội ngũ Hương Sơn vừa mới lên máy bay rời đi. Liễu Khai Hồng nói, Phái Thiên Cơ không đáng sợ, nhưng mà, Phái Bắc Đẩu, Liễu Khai Hồng nhìn Sở Trần một cái, thấp giọng nói, trong xương cốt đại phái chính thống đều là ngạo mạn, bọn họ không cho phép mình nhiều lần ở cùng một chỗ ngã xuống. Phái Bắc Đẩu sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Trần hiểu được ý tứ của Liễu Khai Hồng. Nhưng, hiện giờ cường giả khí tức cảnh phái Bắc Đẩu cũng giống như Cửu Huyền Môn, đều đã ra biển. Sở Trần cũng không sợ phái Bắc Đẩu tiếp tục trả thù. Cùng lắm thì chạy vào phòng Liễu Tỷ Tơ, cầu cứu Liễu Tỷ Tỷ. Đúng rồi, thứ sáu ngày mai. Sở Trần nói, danh sách 30 người, đã đầy sao? Đâu chỉ có 30 người. Liễu Khai Hồng cảm thán, cuối cùng chúng tôi chỉ có thể chọn 30 người trong số rất nhiều bệnh nhân. Sở Trần gật đầu, tôi vốn có ý định làm trợ lý cho cậu vào ngày mai. Liễu Khai Hồng nhìn Sở Trần, bất đắc dĩ nói, nhưng mà, bị người cướp rồi. Sở Trần nghi hoặc, nơi này là y quán Liễu gia, Liễu Khai Hồng định đoạt. Mạn Mạn nói, nó muốn làm trợ lý của cậu, đàn ông dù hung dữ đến đâu cũng không thể chịu nổi hành động như trẻ con của con gái. Sở Trần cũng không có dị nghị gì, thậm chí đổi với anh mà nói, Liễu Mạn Mạn làm trợ thủ so với Liễu Khai Hồng còn tốt hơn, dù sao, lấy hình dáng ngoại hình của Liễu Mạn Mạn, ngồi bên cạnh cũng là một khung cảnh tươi đẹp, mà Liễu Khai Hồng cây cổ thụ quạ mờ. Trên mặt bàn còn bày một sấp vật phẩm thật dày, Liễu Khai Hồng thăm dò hỏi một câu, Sở Trần trả lời, là quà mang đến cho Liễu Thiên Thiên. Quà cho Thiên Thiên. Liễu Khai Hồng lo lắng nhìn Sở Trần xách quà đi ra phòng trà, may mắn thực lực của Sở Trần cường đại. Nếu không, Liễu Khai Hồng cũng không biết Sở Trần có thể còn sống sót rời khỏi trang viên Liễu gia hay không, phần quà này, quá nặng nề. Trong chòi nghỉ mát, Sở Trần vừa mới xuất hiện trong phạm vi tầm mắt Liễu Thiên Thiên lập tức nhảy dựng lên, Sở Trần tới rồi. Thận trọng, Liễu Mạn Mạn nhắc nhở, Liễu Thiên Thiên đè hưng phấn trong lòng xuống, một lần nữa ngồi xuống. Liễu Như Nhạn tựa hồ tính đến Sở Trần đến, cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra. Liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, theo bản năng chạm vào đai lưng của Minh một chút. Hôm nay thắt rất chặt, trang phục cổ điển, mái tóc mềm mại, thần thái điềm tĩnh, quyến rũ vạn phần, thắt lưng buộc bụng, vóc người lồi lõm tất cả đều lộ ra. Nhìn thấy Sở Trần trước tiên, Liễu Như Nhạn thần sắc kinh ngạc, ngươi, là võ đạo tông sư rồi. Vừa dứt lời, chị em Liễu gia đồng thời kinh hô. Võ đạo tông sư, hai đạo ánh mắt tập trung ở trên người Sở Trần. Các cô đều là sinh ra trong thế gia võ giả, hiểu được võ đạo tông sư có ý nghĩa gì. Trở thành võ đạo tông sư, điều đó có nghĩa là có tư cách khai sơn lập phái, trở thành một đời tông sư. Nhưng Sở Trần, lại cũng là võ đạo tông sư. Mình ngay cả Tiên Thiên cũng chưa tới, Liễu Thiên Thiên đột nhiên có chút tự ti. Chênh lệch giữa người với người, sao có thể lớn như vậy? May mắn thay. Có món quà tối nay để chữa lành vết thương. Liễu Thiên Thiên đã chú ý tới túi sách trong tay Sở Trần, tuy rằng túi là túi bình thường, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự chờ mong của Liễu Thiên Thiên đối với phần quà này trong tay Sở Trần. Mấy ngày nay vất vả cho Thiên Thiên rồi. Sở Trần đi vào chòi nghỉ mát, có chút hổ thẹn, vì bảo vệ bên cạnh Tống Nhan, bỏ bê việc học của mình, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu độc thuật. Không sao đâu, bài tập sau này có thể từ từ làm. Liễu Thiên Thiên lúc này khách khí nói, chủ yếu là chị Nhan an toàn. Quan hệ của hai cô ngược lại còn rất hòa hợp. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, Sở Trần đưa tay vào trong túi, lấy ra một phần tập đề thật dày. Mấy chữ to, đặc biệt chói mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm, mô phỏng 3 năm. Cuốn hóa học, trong chòi nghỉ mát,
một trận yên tĩnh. Liễu Thiên Thiên phát ra thanh âm thét chói tai, dương nanh múa vuốt, nhào tới Sở Trần ra, lão nương liều mạng với anh. Sở Trần vội vàng né tránh, đây chính là một phần tâm ý của tôi. Tôi phi, Liễu Thiên Thiên muốn cùng Sở Trần không chết không thôi. Đây chính là món quà mà nàng chờ đợi từ lâu ha. Một bên, Liễu Mạn Mạn nhìn hai người, không nhịn được cười. Cuối cùng vẫn là Liễu Như Nhạn mở miệng ngăn cản Liễu Thiên Thiên. Phần bài tập này rất hay, Thiên Thiên, ta cho con một tháng, làm xong phần bài tập này. Liễu Như Nhạn mở miệng, Liễu Thiên Thiên tức giận đến cả người run rẩy. Nếu không phải cô ở đây, cô đã sớm cự tuyệt phần quà này của Sở Trần. Nhưng Sở Trần hết lần này tới lần khác đưa trước mặt cô. Hắn khẳng định là cố ý. Liễu Thiên Thiên vào giờ khắc này lập ra mục tiêu hoành tráng nhất đời mình, hạ độc Sở Trần. Về phòng ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Liễu Như Nhạn mở miệng nói với Sở Trần, dẫn đầu xoay người. Sở Trần khoa tay múa chân về phía Liễu Thiên Thiên, cố lên. Làm bài tập cho tốt, lần sau, không có lần sau. Liễu Thiên Thiên đen mặt, tôi cho dù nuốt sống gặm sống phần đề thi này, cũng sẽ không tiếp nhận quà của anh nữa. Nhìn Sở Trần rời khỏi chòi nghỉ mát, Liễu Thiên Thiên thở phì ngồi xuống. Đề thi khá mới, Liễu Mạn Mạn ngồi xuống, mở đề thi ra. Liễu Thiên Thiên cảm giác đầu to trị, một phần giấy thi dày như vậy, một tháng làm sao viết xong, lần này em bị Sở Trần bẫy chết rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Mạn Mạn tiện tay lật lên, đề thi ngược lại rất nhiều, đầy đủ các loại đề tài, không hổ là đề thi đại học tiếng thách lừng lẫy, a. Liễu Mạn Mạn phát hiện trong đề thi còn kẹp mấy tờ giấy. Đây là cái gì? Liễu Mạn Mạn tò mò cầm tờ giấy lên, bộ thượng độc vương tâm kinh. Liễu Thiên Thiên lập tức nhảy dựng lên, độc vương tâm kinh. Liễu Thiên Thiên như lấy được vật quý, từ trong tay Liễu Mạn Mạn nhận lấy mấy tờ giấy này. Giấy rất mới, nội dung trên hẳn là vừa viết lên không bao lâu. Nhưng Liễu Thiên Thiên cẩn thận quan sát một hồi, con người nóng rực phát sáng. Độc vương tâm kinh đã thất truyền, lại xuất hiện trên bài thi mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học hóa học này. Mặc dù nó chỉ là bộ thưởng, đối với mỗi một người dùng độc vương tâm kinh, vô giá, quý giá nghìn vàng. Xem ra, em lại bị Sở Trần trêu chọc một lần. Liễu Mạn Mạn cười nói, đây mới là quà Sở Trần thật sự cho em, vừa rồi là đùa giỡn em. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng, chờ em hiểu thông suốt độc vương tâm kinh, hắn liền biết sai rồi. Liễu Thiên Thiên dừng một chút, trong lúc bất chợt tràn đầy chờ mong, chị nói Sở Trần có thể hay không còn có bộ hạ độc vương tâm kinh hay không? Liễu Mạn Mạn nhìn cô một cái, em muốn nuốt sống găm sống bài thi này sao? Em chưa bao giờ nói, Liễu Thiên Thiên đánh chết cũng không thừa nhận. Không phải là một bài kiểm tra mô phỏng, còn cần mất một tuần. 10 ngày em sẽ giải quyết nó. Liễu Thiên Thiên tràn đầy ý chí chiến đấu, cô phải dành nhiều thời gian hơn cho độc vương tâm kinh. Liễu Thiên Thiên thậm chí cảm thấy điều kiện chòi nghỉ mát quá tốt, ảnh hưởng đến cô nghiêm túc làm bài, vội vàng mang theo đề thi trở về phòng mình. Trong phòng của thánh nữ, Sở Trần vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy trên giường mềm mại, bày biện chỉnh tề, một cái mặt nạ màu tím, một bộ dạ hành y màu đen, một cái đai lưng màu đen, một con dao găm, một đôi nến, vật phẩm cuối cùng là Sở Trần tự mình bổ sung. Tuy rằng không có nến, nhưng bức tranh trước mắt này, quả thật cho Sở Trần một loại cảm giác vừa nhìn nữ vương. Liễu tỷ tỷ ngả bài, cô bày những thứ này ra, chính là nói cho Sở Trần, cô, chính là đạo tặc Hỏa Yến. Cái này lại đột nhiên rồi. Sở Trần tuy rằng đã sớm biết thân phận nặng nề này của Liễu Như Nhạn, nhưng hai bên đều ngầm hiểu ý, chưa bao giờ nhắc tới. Liễu tỷ tỷ, một lúc lâu sau, cổ họng Sở Trần khẽ nhắm, nhìn Liễu Như Nhạn, tỷ muốn thay bộ quần áo này sao? Liễu Như Nhạn hỏi ngược lại, híp cười nhìn Sở Trần, người có muốn xem không? À, cái này, Sở Trần so sánh một chút, lắc đầu, vậy cũng không cần, Liễu tỷ tỷ mặc quần áo gì đều đẹp như vậy. Câu trả lời của Sở Trần quả thực không thể bắt bẻ. Liễu Như Nhạn ôn hòa cười, ngồi ở mép giường, cầm lấy mặt nạ màu tím, đeo trên mặt mình, ta thật sự rất giống vị bằng hữu kia ở thành phố Riyadh sao. Trong khoảnh khắc Liễu Như Nhạn đeo mặt nạ, Sở Trần có loại cảm giác nhìn thấy đạo tặc Hỏa Yến tới vô ảnh đi vô tung ở thành phố Riyadh kia, đánh bại trưởng môn phái Thiên Cơ Triệu Huyền Phong. Không giống chính là... cảnh tượng từ trang viên ngải nhĩ mạc tháp sát khí bốn phía biến thành một cái giường lớn mềm mại rộng 1m8. Liễu Như Nhạn đeo mặt nạ màu tím, ngồi ở trên giường lớn, hai chân xếp chồng lên nhau, đùi lộ ra màu trắng nõn như sữa.
Ai có thể nghĩ đến, đây là đạo tạc hỏa yến danh chấn thế giới. Sở Trần thu hồi ánh mắt, ngồi ở bên cạnh bàn cờ gần bệ cửa sổ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám liên hệ thánh nữ Bách Hoa Cung cùng đạo tạc hỏa yến, người biết bí mật này có ai? Sở Trần bắt đầu tò mò đặt câu hỏi, hiện tại, chỉ có một mình ngươi. Liễu Như Nhạn trả lời. Sở Trần bất ngờ, anh cho rằng ít nhất vài người thân của Liễu Như Nhạn sẽ biết. Nếu như không phải Triệu Huyền Phong tự cho là thông minh, muốn cái chết của ngải nhĩ mà tháp giá họa cho ta, ta cũng sẽ không tìm được ngươi hợp tác. Liễu Như Nhạn nói, như vậy, trên đời này ngoại trừ ta ra, sẽ không có ai biết thân phận thật sự của đạo tạc hỏa yến. Cái gì khiến tỷ đi con đường hiệp đạo này? Sở Trần tiếp tục đặt câu hỏi. Liễu Như Nhạn nằm trên giường, hai tay chống đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, một đôi chân dài không có chỗ dựa trần chờ một chút, nằm úp sấp xuống, ta chưa từng nghĩ tới muốn làm hiệp đạo gì đó. Ngay từ đầu có thể nói là bởi vì sở thích cá nhân, ta thích siêu tầm tranh cổ Trung Quốc, mỗi lần nhìn thấy một bức tranh cổ, đều có loại kích động muốn mang nó về nhà. Ban đầu ta mua một số bức tranh cổ Trung Quốc từ nước ngoài. Sau đó ta dần dần phát hiện, điều này thực sự quá khó khăn, bảo tàng nước ngoài, rất nhiều nơi thậm chí còn kiêu ngạo với việc thu thập đồ cổ Trung Quốc. Có một lần, ta nhìn chúng bức tranh cổ, ta ra giá 3 triệu, người bán cũng đồng ý, nhưng ngay khi ta đặt cọc chuẩn bị đi lấy tranh, đối phương đột nhiên mở miệng, muốn giá 6 triệu. Liễu Như Nhạn vừa nhìn trần nhà, vừa tự mình mở miệng, giống như đang nhớ lại đoạn đời này của mình. Cuối cùng còn uy hiếp ta, nếu không đưa tiền, ngay cả tiền đặt cọc cũng không trả lại. Ta lúc ấy chỉ có thể nhận thua về nước, về sau biết, đối phương dùng cách này lừa gạt không ít người, nhất là một vài người thường xuyên ở nước ngoài mua đồ cổ Trung Quốc về nước, sẽ bị các loại cắt xén, ta tức giận, trực tiếp thần không biết quỷ không hay mang bức tranh cổ kia đi. Chỉ một lần đó, cảm thấy rất tốt, vì vậy, liền một lần lại một lần, ngày càng sảng khoái. Hiệp đạo là thế nào luyện thành? Sở Trần nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn, trong đầu có những bài thơ cổ, nhìn ngang thành đỉnh núi. Đồng thời âm thầm cảm khái, không thể tưởng được con đường trưởng thành của đạo tạc hỏa yến, lại là bắt đầu từ một lần bị lừa gạt. Tuy nhiên, ta có ranh giới cuối cùng của mình. Liễu Như Nhạn nghiêng người, nhìn Sở Trần, chính trực nói, tranh cổ ta trộm, đều là thất lạc ở nước ngoài, tranh cổ trong nước, cho dù là loại tranh ngũ dương, thiên cơ huyền đồ có giá trị rất lớn này. Ta chẳng những không đụng vào, cũng không cho phép người khác đụng vào. Vì vậy, đạo tạc hỏa yến đêm đó ngăn cản tổ chức hát ăn cắp tranh ngũ dương. Phái Bắc Đầu làm sao có thể khởi xướng hội võ giả, muốn bắt tỷ. Sở Trần lại hỏi, Liễu Như Nhạn lập tức ngồi dậy, mỉm cười, ngoại trừ tranh cổ ra, sở thích thứ hai của ta chính là võ cổ. Cho nên tỷ liền trộm tuyệt học công phu của các môn phái. Nếu ta mượn họ, họ cũng không chịu, hình như là cũng có cái lý này. Gần đây tỷ theo dõi phái Bắc Đầu. Sở Trần hỏi, Liễu Như Nhạn trầm ngâm một hồi, ngươi là đệ tử cửu huyền môn, hẳn là biết, sau võ đạo tông sư là cảnh giới. Khí tức cảnh, Sở Trần gật đầu, quân tỷ tỷ chính là cường giả khí tức cảnh, thật sự có thể dựa vào khí thế trấn áp kẻ địch. Ta chủ yếu tu nội công tâm pháp của Bách Hoa Cung. Liễu Như Nhạn nói, 5 năm trước cũng đã là võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng võ đạo tông sư đến một bước khí tức kia. Lại Thủy Chung không cách nào bước ra, ta làm ra rất nhiều thử nghiệm, Thủy Chung không cách nào từ võ đạo tông sư đột phá đến khí tức cảnh. Ta thử thông qua công pháp môn phái khác để tìm nguyên nhân, chỉ tiếc, mấy năm nay, công phu của các đại môn phái ta ngược lại học không ít, nhưng Thủy Chung không có cách nào bước vào khí tức cảnh. Bước này thực sự khó khăn, đúng như tỷ nói, toàn bộ giới võ giả, chỉ có cửu huyền môn, phái Bắc Đầu, Đạt Ma Sơn cùng với Chiến Long Đảo có được võ giả khí tức cảnh. Sở Trần nhìn thoáng qua Liễu Như Nhạn, cho nên tỷ đặt mục tiêu vào phái Bắc Đầu. Tập thể cường giả khí tức cảnh ra biển, cho ta cơ hội này. Liễu Như Nhạn nói, cửu huyền môn đã đóng cửa, Đạt Ma Sơn đều là lão đầu chọc, rất khó dây dưa, mà vị trí đảo thần bí Chiến Long, ta nhất thời cũng tìm không thấy, cho nên chỉ có thể là phái Bắc Đầu. Trước khi xuất phát thành phố Riyadh, ta thuận đường đến phái Bắc Đầu một chuyến, mặc dù phái Bắc Đầu có sơn môn đại trận, cường giả như mây. Nhưng ta vẫn dựa vào thân pháp thủ đoạn lẻn vào, cuối cùng trộm được một bộ nội công tâm pháp của phái Bắc Đầu, tên là tinh thần thổ nạp thuật. Sở Trần thần sắc kinh ngạc, tinh thần thổ nạp thuật có thể nói là một trong mấy nội công tâm pháp cao cấp nhất phái Bắc Đầu, lại bị tỷ dễ dàng trộm được. Sở Trần cảm giác mình bị bề ngoài trước mắt của Liễu Như Nhạn lừa gạt phán đoán của anh đối với năng lực của đạo tạc hỏa yến. Cô quả thực là vua trộm bẩm sinh,
Tinh thần thổ nạp thuật là nội công tâm pháp đỉnh cấp không sai, nhưng cho dù là trong phái Bắc Đẩu, cũng rất ít người có thể tu luyện tinh thần thổ nạp thuật đến nhập môn, ta nghiên cứu rất nhiều ngày, cũng hoàn toàn không có manh mối. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, nháy mắt mấy cái, người có muốn xem không? Sở Trần buông tay, nội công tâm pháp của cửu huyền môn cũng không kém phái Bắc Đẩu. Đệ nhất cường giả phái Bắc Đẩu chính là tu luyện tinh thần thổ nạp thuật. Liễu Như Nhạn nói, điều này có nghĩa là, tinh thần thổ nạp thuật rất khó nhập môn, nhưng một khi nhập môn, giới hạn trên cực cao. Nội công tâm pháp của cửu huyền môn tuy rằng cũng là đỉnh cấp, nhưng nếu so nội công tâm pháp với mỹ nhân, một cái khuynh quốc khuynh thành, một cái chim sa cá lặn, bày ở trước mắt ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn trái ôm phải ôm? Sở Trần lần đầu tiên nghe thấy nội công tâm pháp so với mỹ nhân. Có vẻ như đây là một lý thuyết khác. Sở Trần trong lúc bất chợt phát hiện, thánh nữ tỷ tỷ còn rất biết giảng đạo lý. Nếu có cơ hội tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật, Sở Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Điều kiện đâu? Sở Trần trong tay cầm một quân cờ màu trắng, ngón tay bắn một cái, quân cờ màu trắng xoay tròn hướng lên trên. Bên trong biệt thự Tống gia, có phải có động tiên hay không? Liễu Như Nhạn đột nhiên lên một tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Trần. Sở Trần ngẩn ra, chợt nở nụ cười, buông tay lắc đầu, trong biệt thự Tống gia, thật sự không có động tiên. Sở Trần không nói rồi. Động tiên là anh sáng tạo ra. Nếu như anh thích, Liễu Như Nhạn hiện tại nằm cái giường này đều có thể là động tiên. Liễu Như Nhạn hoàn toàn mơ hồ. Phán đoán của cô là, trong biệt thự Tống gia có động tiên. Nhưng Sở Trần vừa mới trả lời cô, Liễu Như Nhạn cảm giác được, cũng là nói thật. Tống gia thật sự không có động tiên. Nhưng những biến hóa này của Sở Trần cô nhìn thấy, đó là bởi vì cái gì? Liễu Như Nhạn cảm giác manh mối của mình bắt đầu lộn xộn, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên. Anh biết mục đích của Liễu Như Nhạn, muốn thông qua động tiên để đột phá đến khí thức cảnh. Bên trong Bách Hoa Cung, không có một chỗ động tiên sao? Sở Trần hỏi, có, Liễu Như Nhạn bất đắc dĩ nói, nhưng thời gian động tiên hình thành, một năm chỉ có không đến 10 ngày. Bách Hoa Cung to lớn như vậy, nhiều người như vậy, phân chia động tiên 10 ngày. Cho dù Liễu Như Nhạn là thánh nữ Bách Hoa Cung, cũng không có khả năng một mình hưởng thụ. Động tiên, quá mức chân quý. Liễu Như Nhạn ngồi dậy, đi tới trước giá sách, lấy ra một phần chúc thư, nhìn qua rất có dấu vết năm tháng, ném cho Sở Trần, cầm đi. Sở Trần tiếp nhận, nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt, đây là tinh thần thổ nạp thuật. Dù sao tinh thần thổ nạp thuật này ta cũng không hiểu, người cầm đi thử đi. Liễu Như Nhạn nói, yên tâm, không có điều kiện kèm theo. Sở Trần nhìn chúc thư trong tay, thoáng mang theo một tia cảm giác ấm áp. Tinh thần thổ nạp thuật của phái Bắc Đẩu cứ như vậy cho anh. Điều này khiến Sở Trần cảm thấy có chút ngượng ngùng. Phải biết rằng, võ giả tu luyện, mấu chốt nhất chính là nội công tâm pháp, đó là cơ sở tu luyện võ giả. Tinh thần thổ nạp thuật là một trong những nội công tâm pháp cao cấp nhất trong giới võ giả hiện nay. Liễu Như Nhạn cũng nói, hiện nay đệ nhất cường giả phái Bắc Đẩu chính là tìm hiểu tinh thần thổ nạp thuật đến cảnh giới nhất định. Đây có thể nói là chí bảo của giới võ giả. Ngay cả chín sư phụ của mình, khi nhắc tới tinh thần thổ nạp thuật của phái Bắc Đẩu, cũng từng khen ngợi. Nhưng bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua tinh thần thổ nạp thuật. Liễu Như Nhạn lại không chút do dự liền ném nó tới. Sở Trần tay cầm chúc thư tinh thần thổ nạp thuật, cảm nhận được trong lúc ôn hòa, trầm ngâm một hồi, cuối cùng mở miệng nói, Tống gia tuy giang không có động tiên, thế nhưng ta có một môn trận pháp, có lẽ có thể giúp Liễu tỷ tỷ nhanh hơn bước vào khí thức cảnh. Liễu Như Nhạn tò mò, muốn đột phá đến khí thức cảnh khó khăn bao nhiêu, trong lòng cô biết rõ. Trừ phi động tiên, có lẽ có thể có một vài tác dụng. Liễu Như Nhạn chưa từng nghe qua, có trận pháp có thể giúp người đột phá. Trận pháp gì có hiệu quả thần kỳ như vậy? Liễu Như Nhạn hỏi, Sở Trần trầm ngâm một hồi, nhìn Liễu Như Nhạn, ta đặt tên cho nó, Thiên Cơ Huyền Trận. Thiên Cơ Huyền Trận, Thiên Cơ Huyền Đồ. Liễu Như Nhạn lập tức hứng thú, bốn mắt nhìn nhau, người từ Thiên Cơ Huyền Đồ lấy được. Sở Trần gật đầu, Liễu Như Nhạn nhất thời ánh mắt phát sáng. Cô biết rõ bí mật ẩn giấu trong Thiên Cơ Huyền Đồ, nhưng không có cách nào hiểu được. Ta lập tức chuẩn bị tài liệu trận pháp cho ngươi. Liễu Như Nhạn nói, ngươi dự định bày trận ở nơi nào? Ngay ở đây đi, Sở Trần cũng lười đi ra ngoài. Hơn nữa, Thiên Cơ Huyền Trận sự tình quan trọng, vẫn là điểm bí ẩn tương đối tốt. Liễu Như Nhạn nhanh chóng xoay người, đi ra khỏi phòng. Sở Trần đợi một hồi, ánh mắt rơi vào chúc thư trong tay.
Thừa dịp Liễu Như Nhạn chưa trở về, Sở Trần bắt đầu đọc nội dung trên chúc thư. Đối với tinh thần thổ nạp thuật, Sở Trần cũng rất tò mò. Nội công tâm pháp có thể khiến 9 vị sư tôn đều khen ngợi, ở trong giới võ giả, hiếm có. Sở Trần cũng muốn biết, tinh thần thổ nạp thuật, có phải thật sự khó khăn như vậy hay không? Trên trúc giản khắc văn tự dày đặc, có một số chỗ thậm chí có chút mơ hồ, vết tích bị năm tháng ăn mòn rất sâu. Mở đầu cũng không có những ngôi sao đầy trời xuất hiện trong tưởng tượng của Sở Trần, vũ trụ mênh mông, ngân hà rực rỡ các loại chữ, ngược lại là, giới thiệu làm thế nào để dưỡng sinh thổ nạp. Hơn nữa, loại thuật thổ nạp này tiết tấu cũng cực kỳ quái dị, khiến Sở Trần có chút không hiểu. Tinh thần thổ nạp thuật này quả thật quái dị, toàn bộ văn tự không thấy bất kỳ chữ nào có liên quan đến tinh thần. Văn tự tinh thần thổ nạp thuật cũng không tính là nhiều lắm, Sở Trần nhìn từ đầu tới đuôi, cảm giác chính là một bài dưỡng sinh thổ nạp thuật, nhưng tiết tấu lại rất kỳ quái. Sở Trần thử bắt chước học tập, nhưng vừa mới thử, đã có loại cảm giác khí huyết dâng trào, suýt nữa muốn hộc máu. Sở Trần vội vàng dừng lại, ánh mắt toát ra chấn động. Tinh thần thổ nạp thuật, quả nhiên thần bí. Đây là một bài khó hiểu nhất trong nội công tâm pháp mà Sở Trần từng tiếp xúc. Mặc dù tên là tinh thần thổ nạp thuật, nhưng lại nền móng bắt đầu từ sức khỏe bản thân nhất. Sở Trần phỏng đoán, có thể là dưỡng sinh trước hay không, đến một mức nhất định, lại tiếp xúc với bên ngoài, khai thông thiên địa, cảm ngộ sức mạnh của các vì sao. Ngay khi Sở Trần ở trong phòng cân nhắc tinh thần thổ nạp thuật, bên ngoài phòng, trong hoa viên, Liễu Như Nhạn đã sắp xếp người đi xuống chuẩn bị tài liệu cần thiết bố trí trận pháp. Tất cả các tài liệu phải được tốt nhất, thiên cơ huyền trận, rốt cuộc là trận pháp gì? Liễu Như Nhạn nhìn cửa phòng mình đóng chặt, con người hiện lên một tia phức tạp, nếu thật sự có thể giúp ta đột phá đến khí thức cảnh, vậy cho hắn tinh thần thổ nạp thuật thật đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Nhạn hơi hồng nhuận, cô vừa mới cho Sở Trần, cũng không phải tinh thần thổ nạp thuật, mà là một loại nội công tâm pháp khác, tên là đạo môn nhiếp sinh công. Đây là một trong những cách Liễu Như Nhạn từng suy nghĩ đột phá đến khí thức cảnh. Đạo môn nhiếp sinh công, là một môn công pháp song tu. Liễu Như Nhạn cũng vô tình lấy được từ vị trí được chỉ dẫn bởi một bức tranh cổ. Cô tìm khắp sách cổ, đều chưa từng thấy qua ghi chép liên quan đến đạo môn nhiếp sinh công. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của mình về nội công tâm pháp, Liễu Như Nhạn kết luận, đạo môn nhiếp sinh công thậm chí là một môn nội công tâm pháp không thua gì tinh thần thổ nạp thuật. Đương nhiên, Liễu Như Nhạn cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận. Đạo môn nhiếp sinh công so với tinh thần thổ nạp thuật càng thêm khó hiểu. Vừa rồi, khi Sở Trần nói thẳng tống ra cũng không có động tiên, trong đầu Liễu Như Nhạn theo bản năng liền nghĩ ra đạo môn nhiếp sinh công. Có lẽ, đây sẽ là cơ hội duy nhất cô bước vào khí thức cảnh. Tài liệu bố trí trận pháp rất nhanh đã chuẩn bị xong, Liễu Như Nhạn mang vào phòng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Sở Trần đang nhìn trúc thư không chớp mắt. Liễu Như Nhạn có chút chột dạ, ta trở lại rồi. Sở Trần buông trúc thư xuống, cảm thán một tiếng, tinh thần thổ nạp thuật quả nhiên uyên thâm, ta cẩn thận nhìn kỹ vài lần, vẫn như cũ không hiểu ảo diệu trong đó. Ta cũng không hiểu, Liễu Như Nhạn trả lời một câu, cô cũng không nói dối, bất kể là tinh thần thổ nạp thuật hoặc là đạo môn nhiếp sinh công, cô cũng không hiểu. Bày trận trước đi, Sở Trần suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào cái giường lớn mềm mại kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, liền cái này đi. Lại lấy giường của mình đến bày trận. Liễu Như Nhạn liếc Sở Trần một cái, cô hoài nghi Sở Trần là cố ý. Tùy ngươi, Liễu Như Nhạn xoay người đi ra khỏi phòng. Cô là người tinh thông trận pháp, cũng là người hiểu quy củ. Thiên cơ huyền trận cô chưa từng nghe qua, công hiệu của trận pháp cô cũng không biết, nhưng có thể tưởng tượng được bất phàm trong đó. Cô phải lảng tránh thích hợp. Một giờ trôi qua, ngoài cửa, Liễu Như Nhạn nghe được thanh âm của Sở Trần, Liễu tỷ tỷ, tiến vào đi. Liễu Như Nhạn đẩy cửa đi vào. Còn người trước tiên nhìn về phía giường. Sở Trần đi tới trước bàn cờ, cầm lấy chúc thư, Liễu tỷ tỷ, lên giường đi, ta phỏng chừng, tỷ phải một ngày không thể xuống giường. Lời này nghe có vẻ kỳ lạ, Liễu Như Nhạn nghi ngờ, đi tới, cởi giày ra, lộ ra một đôi chân ngọc. Trong nháy mắt vừa mới ngồi trên giường, Liễu Như Nhạn cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí tràn đầy vô cùng giống như thủy triều đánh tới. Thân thể Liễu Như Nhạn run lên, con người đột nhiên mở to đến cực hạn. Động tiên, cô tiến vào động tiên của Bách Hoa Cung, tuy rằng mỗi năm chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng cô có thể cảm nhận được chỗ tốt tu hành trong động tiên. Cô nằm mơ không nghĩ tới, Sở Trần bố trí ra thiên cơ huyền trận, dĩ nhiên là động tiên. Vào giờ khắc này, Liễu Như Nhạn trong nháy mắt hiểu ra.
Cô rốt cục hiểu được, vì sao phái Thiên Co, mấy trăm năm qua, đều khổ sở muốn phá giải thiên cơ huyền đồ vốn thuộc về bọn họ. Vì sao phái Thiên Cơ lại không tiếc đại giới như vậy, muốn từ trong tay Sở Trần đoạt lại thiên cơ huyền đồ, càng phải đặt Sở Trần vào chỗ chết. Vì sao Sở Trần có thể trong một đêm tu bổ xong nhiều tranh cổ như vậy? Bởi vì, thiên cơ huyền trận chính là động tiên. Sở Trần, có thể sáng tạo động tiên. Liễu Như Nhạn nhắm mắt cảm nhận một chút, trong lòng chấn động. Sở Trần bố trí ra hiệu quả của động tiên, thậm chí so với động tiên ở Bách Hoa Cung còn tốt hơn nhiều. Nếu có thể ở trong động tiên như vậy trong thời gian dài, khí tức cảnh, ở trong tầm tay. Sở Trần nhìn thoáng qua bên giường, anh nhìn không thấy thần thái Liễu Như Nhạn bên trong, nhưng có thể tưởng tượng được. Sở Trần cầm trúc thư, đi ra ngoài cửa. Hiệu quả liên tục của trận pháp là 24 giờ. Sở Trần tin tưởng, trong vòng 24 giờ này, Liễu Như Nhạn không thể xuống giường. Nhưng mà, khiến anh bất ngờ là, Liễu Như Nhạn vào lúc này liền vọt ra, chờ một chút. Sở Trần quay đầu lại, thần sắc nghi hoặc nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn đi tới trước giá sách, mở ra một chỗ ám cách, lấy ra một phần trúc thư, đi tới trước mặt Sở Trần, vươn tay, đưa phần kia của ngươi cho ta. Sở Trần nghi hoặc, theo bản năng đưa cho Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn sau khi tiếp nhận, đưa một phần trúc thư khác cho Sở Trần, phần này mới là tinh thần thổ nạp thuật thật sự. Sở Trần ngây dại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, nghe lời mẹ vô kỵ, khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng giật giật, vậy phần nội công tâm pháp vừa rồi là cái gì? Mặc dù không phải tinh thần thổ nạp thuật, nhưng Sở Trần cảm giác, phần vừa rồi đúng là nội công tâm pháp đỉnh cấp thật sự. Liễu Như Nhạn đỏ lên, nắm chặt trúc thư trong tay, người chớ quan tâm. Sở Trần cơ hồ là bị Liễu Như Nhạn đẩy ra khỏi phòng. Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, Sở Trần nhìn thoáng qua trúc thư trong tay, vẫn có loại cảm giác không nghĩ ra. Đây mới là tinh thần thổ nạp thuật thật, vậy phần vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Sở Trần tin, Liễu Như Nhạn không có khả năng tùy tiện lấy ra một loại nội công tâm pháp để có lệ anh, huống hồ, một môn nội công tâm pháp tốt hay xấu, Sở Trần liếc mắt một cái có thể phân biệt được. Dùng một môn nội công tâm pháp không thua kém tinh thần thổ nạp thuật để giả làm bộ tinh thần thổ nạp thuật, nếu như nói Liễu Như Nhạn không có dụng ý khác, Sở Trần đương nhiên không tin. Cũng tốt, một người khuynh quốc khuynh thành. Một cái chim sa cá lặn, lại có thêm một người hoa nhường nguyệt thẹn. Sở Trần tự nói, vốn tưởng rằng có cơ hội tiếp xúc với tinh thần thổ nạp thuật, nhưng hiện tại còn có thêm một môn tâm pháp thần bí. Trước khi Liễu Như Nhạn đoạt lại trúc thư, Sở Trần đã sớm nhớ kỹ nội dung trên trúc thư. Có cơ hội từ từ tìm hiểu. Sở Trần sau khi về đến nhà, bố trí động tiên trước. Anh rể, cảm ơn a. Ngay sau khi Sở Trần bố trí trận pháp xong, Tống Thu đột nhiên xuất hiện. Thần sắc mừng rỡ, em liền biết anh rể bẽ không quên. Sở Trần nhìn thoáng qua Tống Thu. Đây là một sự hiểu lầm đẹp. Anh còn thật sự đã quên đáp ứng Tống Thu, trước khi hắn nhập ngũ, bố trí cho hắn một động tiên. Sở Trần lần này cũng thỏa mãn Tống Thu, vỗ vỗ bả vai hắn, cố lên. Đã là lúc hoàng hôn, Sở Trần đi tới cửa hàng nhỏ Tinh La. Sâu trong con hẻm cũ nát, trước cửa cũ xưa, xích sắt sắp rỉ sét. Bên ngoài đang mưa. Mưa rơi trên mái hiên, mưa rơi thành dòng. Sở Trần lấy chìa khóa ra mở ra cánh cửa này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đống sách phía trước, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Lúc trước lần đầu tiên đến quán nhỏ Tinh La, Tiểu Vô Ưu chính là từ trong đống sách chui ra, hình ảnh giống như vẫn còn ngày hôm qua. Không biết Lão Mạc cùng Tiểu Vô Ưu ở trong Cửu Huyền Môn sống như thế nào. Sở Trần đi vào, anh có một khoảng thời gian không tới quán nhỏ Tinh La. Sở Trần không vội vàng mang tài liệu bố trí trận pháp cùng với chế tạo bùa đi, mà là quét dọn trong ngoài quán nhỏ Tinh La một lần, sau đó ngồi ở trên băng ghế Lão Mạc thường xuyên, bên tai nghe thanh âm mưa phùn, ở trong cửa hàng nhỏ cổ xưa này, có một phen ý cảnh đặc biệt. Nghĩ ngơi một lát, Sở Trần lấy ra một phần trúc thư. Tinh thần thổ nạp thuật thật sự, ánh mắt Sở Trần dừng lại trên tinh thần thổ nạp thuật, mở đầu giới thiệu nhật nguyệt tinh thần, vật đổi sao rời, khí thế hào hùng. Lúc này mới phù hợp với tinh thần thổ nạp thuật trong lòng mình. Một môn dưỡng sinh hô hấp các loại, Sở Trần thế nào cũng nhìn không hiểu. Màn đêm buông xuống, Sở Trần đã sớm ghi nhớ nội dung trên trúc thư trong lòng, không có đặc biệt bất ngờ, Sở Trần tuy rằng cảm nhận được đại khí của tinh thần thổ nạp thuật, nhưng 2 giờ trôi qua, vẫn như cũ không có bất kỳ manh mối gì. Khó trách tinh thần thổ nạp thuật được xưng là nội công tâm pháp khó luyện nhất phái Bắc Đẩu. Sở Trần cảm khái. Anh từ nhỏ tiếp xúc chính là bí pháp cửu huyền, nội công tâm pháp đỉnh cấp cửu huyền môn.
Lúc Sở Trần tu luyện bí pháp cửu huyền, rất dễ dàng cảm ngộ, dùng lời của chín vị sư phụ để hình dung, Sở Trần trời sinh vì tuyệt thế thiên kiêu kỳ môn mà lên. Sở Trần hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt, không có nóng lòng cưỡng cầu, sau khi mưa giảm một chút, rời khỏi quán nhỏ Tinh La. Không trực tiếp về nhà, Sở Trần đến mấy hiệu thuốc, muốn mua kim bạc chất lượng tốt một chút, chuẩn bị cho ngày mai ngồi khám bệnh ở Liễu Gia Y Quán. Tác dụng của kim châm độ mệnh thuật, trong đó phẩm chất của kim cực kỳ quan trọng. Kim châm thật sự, có thể gặp không thể cầu. Trong giới y học thế tục, châm cứu đa số dùng kim bạc bình thường, nhưng phẩm chất của kim bạc cũng có khác nhau, đương nhiên, không phải chuyên gia thật sự tự nhiên không có cách nào nhận ra. Sau này có cơ hội, phải lấy một ít kim châm thật. Sở Trần tự nhủ, nếu có kim châm thật trong tay, uy lực tiến công của anh đều sẽ lớn hơn rất nhiều, ví dụ như trận chiến ở bãi đỗ xe khách sạn Hoa Đằng, nếu Sở Trần dùng kim châm uy lực cực lớn, mà không phải kim châm bình thường, sau khi kim châm đâm vào ngực tông sư phái Thiên Cơ, đối phương cũng đã vô lực đánh một trận. Sở Trần đi tới dưới tầng cao ốc Bắc Trần, đón Tống Nhan tan làm. Mưa phùn mịt mù, cả thành phố tựa hồ đều dịu dàng lên. Ăn cơm xong, tìm một quán rượu yên tĩnh, Sở Trần cùng Tống Nhan đều hưởng thụ yên tĩnh khó có được, mười ngón tay siết chặt, nhìn ca sĩ trên sân khấu hát một khúc ca dao dân gian. Cuộc sống của con người, nếu có thể đơn giản như vậy, vậy cũng rất tốt. Tống Nhan đột nhiên cảm khái. Sở Trần xuyên thấu qua ánh đèn hơi yếu ớt nhìn khuôn mặt Tống Nhan, đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc, bất kể là anh, em, vừa sinh ra đều nhất định sẽ không đơn giản. Tống Nhan nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Trần, em rất may mắn, ở thời điểm em bất lực nhất, anh ở bên cạnh em. Quán rượu ven sông, dưới mưa phùn rửa tội, phảng phất có vẻ càng thêm động lòng người. Ngày càng có nhiều người đổ xô đến quán rượu, không ít ánh mắt ghé mắt nhìn Sở Trần và Tống Nhan bên này. Tuấn nam mỹ nữ, bất luận đi tới đâu, đều sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng, ngược lại không có sự kiện câu huyết đùa giỡn người đẹp, Sở Trần đều không khỏi thầm than bầu không khí hài hòa của quán rượu này. 11 giờ đêm, Sở Trần cùng Tống Nhan tay trong tay đi ra khỏi quán rượu. Lúc này, bàn trong cùng trong quán rượu có 6-7 đại hán ngồi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Biu ca, bình thường không phải anh rất thích đùa giỡn bạn gái người khác sao? Vừa rồi nhìn cô gái kia, anh thế nhưng có thể bình tĩnh lại. Một người cười nói, ba, một cái tát tát qua. Khốn nạn, người đàn ông to cao khỏe mạnh giận dữ mắng, người không nhận ra người đàn ông kia là ai sao? Nam quyền chi sư Sở Trần, ta vừa rồi cũng không dám liếc mắt nhìn Tống tiểu thư một cái, sợ bị Sở Trần hiểu lầm. Cảm tạ trời đất, không có ai không có mắt trêu chọc họ. Các ngươi sau này đánh bóng ánh mắt một chút, thiên thành không tính là lớn, nhưng người chúng ta không thể trêu vào, một nắm liền một sấp dày. Gió nhẹ mưa phùn, mỹ nhân dịu dàng. Đêm nay, phượng loan rồng múa. Sau khi mây mưa, khuôn mặt đỏ của Tống Nhan vẫn chưa hạ, nằm trước ngực Sở Trần, lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt. Cô giống như cảm giác, Sở Trần đêm nay, càng khiến cô thần hồn điên đảo, đắm chìm trong đó. Nhưng lời nói xấu hổ như vậy, cô đương nhiên không có cách nào nói ra miệng, chỉ có gắt gao dán chặt vào thân thể Sở Trần. Ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, lúc Sở Trần mở mắt ra, có loại cảm giác thần dồi dào láng trước nay chưa từng có. Tống Nhan đã sớm đi làm, Sở Trần khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển bí pháp cửu huyền, thần sắc hơi kinh ngạc. Trong một đêm, Sở Trần cảm giác bí pháp cửu huyền của mình lại tiến bộ không ít. Vừa ngủ tỉnh, thực lực tiến bộ. Điều này khiến tâm tình Sở Trần vui vẻ, trong lòng cân nhắc có thể là bởi vì ngày hôm qua nghiên cứu tinh thần thổ nạp thuật hay không, đối với bí pháp cửu huyền ngược lại có tác dụng kích thích thúc đẩy. Cả buổi sáng, Sở Trần đang tiếp tục nghiên cứu tinh thần thổ nạp thuật. Anh tin môn nội công tâm pháp này có thể trợ giúp anh rất lớn. Giữa trưa, một chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa trang viên Tống gia. Số, Trần đi ra. Liễu Thiên Thiên xuống xe, thanh âm nhu hòa, Sở Trần, tôi đến đón anh. Sở Trần nhất thời cả người nổi da gà, tiểu độc nữ làm sao vậy? Trong lúc bất chợt trở nên dịu dàng, tiểu độc nữ khiến Sở Trần không biết làm sao. Sau khi lên xe, thanh âm Liễu Thiên Thiên vẫn ôn nhu như trước, trong lời nói còn thỉnh thoảng lộ ra sự quan tâm đối với Sở Trần. Cô, không sao chứ? Sở Trần thật cẩn thận hỏi một câu. Tôi, Liễu Thiên Thiên vừa định theo bản năng trả lời, chợt cười tủm tỉm nhẹ nhàng gật đầu, tôi không sao đâu, cảm ơn quan tâm. Đồng tử Sở Trần mở to, tiểu độc nữ không phải là nghiên cứu độc thuật bị cắn trả chứ. Đây không phải là một vấn đề nhỏ. Chiếc xe từ từ dừng lại trước đèn giao thông.
Sở Trần gọi Liễu Thiên Thiên một tiếng, sau đó vươn hai ngón tay ở trước mặt Liễu Tiêm Tiêm lắc lư một chút, đây là cái gì? Nếu không phải vì Độc Vương tâm kinh hạ bộ, Liễu Thiên Thiên hít sâu một hơi, thanh âm ngọt ngào, đây là hai. Đúng rồi, chúng độc, cắn trả. Sở Trần thở dài lắc đầu, đây rõ ràng là, ra. Liễu Thiên Thiên, vì Độc Vương tâm kinh hạ bộ, nhẫn nhục chịu, là tôi sơ sót, Liễu Thiên Thiên cười lớn, còn có thể cứu vớt một cái. Sở Trần vươn ngón trỏ ra, đây là cái gì? Đây là, Liễu Thiên Thiên dừng một chút, đây là, suỵt. Đây là một, cô bị trúng độc khá sâu. Sở Trần, Liễu Thiên Thiên trong nháy mắt phá công. Lão nương muốn cùng Sở Trần liều mạng, có kinh không nguy hiểm, đi tới y quán Liễu gia. Hôm nay thời tiết vẫn mưa, cửa y quán Liễu gia cơ hồ đầy xe, không ít người còn ở bên ngoài che ô xếp hàng. Nhiều người như vậy, Sở Trần có chút kinh ngạc. Còn không phải tất cả đều là hướng về phía anh. Liễu Thiên Thiên nói, tuy rằng anh chỉ khám 30 bệnh nhân, nhưng Sở Nhất Trâm anh hiện tại thanh danh ở bên ngoài, đều muốn đến vây xem anh chữa bệnh cho người ta như thế nào. Sau khi từ cửa phụ tiến vào y quán Liễu gia, Liễu Thiên Thiên trước tiên chủ động trở về phòng làm đề. Không có gì bất ngờ, thánh nữ vẫn còn trên giường không thể xuống. Sở Trần và Liễu Mạn Mạn sóng vai đi ra ngoài cửa vòm đá. Phạm Đông Lâm phảng phất là hộ vệ của cái vòm đá này, Sở Trần mỗi một lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy hắn. Sở tiên sinh, Phạm Đông Lâm cung kính hô một tiếng, hắn chỉ mong có một ngày, vị nam nhân được thánh nữ yêu ái này, có thể truyền thụ cho hắn một chiêu nửa thức, lấy được sự yêu ái của thánh nữ. Bóng lưng hai người dần dần đi xa, nhưng lúc này, thanh âm của Liễu Mạn Mạn rất nhẹ truyền đến, Sở Trần, hôm qua anh ở phòng cô làm cái gì? Cô đã không ra khỏi giường một ngày một đêm rồi. Phạm Đông Lâm thần sắc đờ đẫn. Thật lâu sau, Phạm Đông Lâm hít sâu một hơi, cúi đầu sờ xương sườn mình một chút. Hai cái tính là gì? Không đủ lại thêm, chỉ cần thánh nữ chịu nhìn hắn một cái, hắn cắt đứt xương cốt toàn thân mình nấu canh cho thánh nữ thì có làm sao? Mặc dù rất nhiều người nghe tin mà đến, nhưng, lần này Sở Trần cũng không có ngồi ở đại sảnh chẩn đoán. Sở thần y cũng phải có biển hiệu của mình. Y quán Liễu gia dùng mấy ngày tạm thời an bài cho Sở Trần một phòng khám chỉ thuộc về anh. 30 bệnh nhân mà chúng tôi đã chọn đang chờ trong phòng chờ. Liễu Tông Hạo đi vào phòng làm việc. Sở Trần đã thay một chiếc áo trắng rộng thùng thình, thân hình cao lớn, ngồi thẳng tắp, tươi cười ôn hòa. Bên cạnh anh, Liễu Mạn Mạn cũng là một thân áo trắng, trang phục y tá, tóc buộc lên, dung mạo cực đẹp. Vì không muốn cho cậu phân tâm, hôm nay toàn bộ quá trình quan sát ở trong phòng làm việc cũng chỉ có ta cùng Tông Hạo. Liễu Khai Hồng ha hả cười nói, có chỗ nào cần hỗ trợ, cậu cũng cứ việc mở miệng. Cha, có con làm trợ thủ của Sở Trần là đủ rồi. Liễu Mạn Mạn nói, Liễu Khai Hồng đột nhiên cảm giác áo bông này bị hở rồi, có thể bắt đầu rồi. Sở Trần mở miệng, bệnh nhân đầu tiên tiến vào ngồi trên xe lăn, người đàn ông trung niên sắc mặt vàng ố, miệng thoáng mở ra, môi run rẩy nhẹ, có chút không khống chế được chính mình. Hai tay hai chân cũng đều khẽ run rẩy. Hắn không phải kích động, là tình trạng thể chất của mình khiến hắn có chút không khống chế được. Miệng còn hơi méo, bệnh nhân Lưu Quốc Lân, 49 tuổi, tăng huyết áp, 3 năm trước đột quỵ bất ngờ dẫn đến nhồi máu mạch máu não, hiện đang trong tình trạng liệt nửa người. Trong tay Liễu Mạn Mạn đã lấy được tư liệu về bệnh nhân, trầm giọng mở miệng, đồng thời nhíu mày. Loại bệnh nhân đột quỵ này trong bệnh viện quá phổ biến. Người bị bệnh nhẹ sau khi được điều trị kịp thời, hầu hết sau khi xuất viện đều có thể sống tự chăm sóc bản thân, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn gần như không thể. Mà người bị bệnh nặng, liệt nửa bên tay chân, mặc dù bảo toàn tính mạng, cũng là quanh năm nằm bệnh trên giường. 49 tuổi, hơn nữa đã bị bệnh trong 3 năm. Liễu Khai Hồng cảm thán một tiếng, trước kia đây là bệnh của người già, hiện tại bệnh này, càng ngày càng trẻ hóa. Nói xong, Liễu Khai Hồng nhìn Sở Trần một cái. Đây là một cơn đột quỵ liệt phổ biến, nhưng cũng là một vấn đề lớn trong giới y. 30 bệnh nhân hôm nay, người đầu tiên đi lên đã cho Sở Trần một vấn đề nan giải. Sở Trần đã kiểm tra tình hình cho bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân là vợ của hắn, 3 năm qua chăm sóc chu đáo, làm cho người phụ nữ vốn chỉ hơn 40 tuổi có thêm một mái tóc trắng. Bác sĩ Sở, tình hình của chồng tôi, ánh mắt của vợ bệnh nhân vẫn toát ra kỳ vọng. 3 năm qua, sau khi từ bệnh viện đi ra ngoài, cô còn dẫn chồng đi khám không ít bác sĩ dân gian, lúc đầu cơ hồ đều tràn đầy tự tin nói có thể chữa khỏi bệnh của chồng cô, để cho hắn không khác gì người thường, nhưng kết quả, tiền ngược lại tốn không ít,
cơ hồ đều không có hiệu quả. Mạn Mạn, cầm châm bạc của tôi tới đây. Sở Trần mở miệng, đưa tay dò xét mạch đập của bệnh nhân Lưu Quốc Lân, bệnh nhân bị liệt một bên tay chân, bình thường cô chăm sóc rất tốt, nếu không, cho dù tôi châm cứu cho anh ta nhất thời nửa chốc cũng rất khó có phản ứng. Vợ bệnh nhân giật mình, những lời này của Sở Trần khó tránh khỏi mang đến cho cô một vài suy nghĩ, cô tên là Tiêu Như, cùng chồng vốn đều là giáo viên của một trường học ở Dương Thành, sau khi chồng gặp chuyện không may, cô cũng bỏ công việc, một lòng chăm sóc, càng muốn chữa khỏi bệnh của chồng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng càng thêm xa vời. Thanh danh y quán Liễu gia cô từng nghe nói qua, thuật châm cứu thần kỳ của Sở Thần y mấy ngày nay truyền khắp Dương Thành, Tiêu Như cũng ôm tâm tính thử một lần, dẫn chồng đến y quán Liễu gia. Châm bạc đã lấy ra, dưới ý bảo của Sở Trần, Liễu Mạn Mạn tiếp nhận vị trí của Tiêu Như, đẩy Lưu Quốc Lân về phía trước một chút. Sở Trần cầm lấy một cây kim bạc trong đỏ, châm thứ nhất liền cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp đâm xuống huyệt vị trên đỉnh đầu Lưu Quốc Lân. Tiêu Như thất thanh hô một tiếng, bình tĩnh chớ nóng, Liễu Khai Hồng mở miệng, đừng ảnh hưởng đến Sở Trần châm kim. Nhưng mà, sắc mặt Tiêu Như lo lắng nói, Quốc Lân không phải chưa từng tiếp nhận châm cứu trị liệu, nhưng chưa từng trực tiếp dùng kim bạc lên đầu, nguồn gốc cơ bản của tắc nghẽn mạch máu não là não. Liễu Khai Hồng nói, chẳng qua, người dám trực tiếp dùng kim ở trên đại não không nhiều lắm, người dùng xuất thần nhập hóa như Sở Trần càng là rất ít. Chỉ có thể nói, vợ chồng cô gặp được quý nhân rồi. Tiêu Như nín thở, rất nhanh, đầu Liễu Quốc Lân có vài huyệt vị quan trọng đều cắm kim bạc, rất nhiều nơi ngay cả Liễu Khai Hồng cũng không hiểu. Tiếp theo là châm cứu trên tay chân. Mỗi một châm rơi xuống tốc độ cực nhanh. Một vòng này xuống, Sở Trần cảm giác nội lực của mình cũng tiêu hao không ít. Mỗi một châm anh dùng, đều truyền nội lực của mình. Châm cứu phối hợp với nội lực, kim châm độ mệnh thuật. Cũng có thể nói là một môn công phu độ mệnh thuật. Cho dù là châm rơi cùng một huyệt đạo, Sở Trần thi triển hiệu quả, đều khác với người khác cảm giác thế nào. Sở Trần vỗ vai Lưu Quốc Lân một cái, hô một tiếng tên hắn. Tiêu Như bất đắc dĩ, thân xác chua xót, từ sau khi bị bệnh, thân thể anh ấy ngày càng kém, cả người cũng trở nên trầm mặc, rất ngại giao tiếp với bên ngoài, thanh âm của Tiêu Như đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy chồng mình lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần. Miệng há ra một chút ấm. Anh ấy nói, ấm. Tiếu Như theo bản năng bịt miệng lại. Sau khi tôi châm cứu cho anh ta, từ đầu đến chân, hình thành một ngày chu kỳ lớn, có sự lưu thông tuần hoàn, anh ta sẽ cảm giác được dòng nước ấm. Sở Trần nói, Liễu Khai Hồng đứng lên. Kim châm độ mệnh thuật, thiên hạ đệ nhất châm. Ông ta cũng chỉ nghe tên, chưa từng tận mắt chứng kiến. Từ lúc Sở Trần thi triển đến khi chấm dứt, thời gian ngắn ngủi 10 phút. Sở Trần lại làm cho bệnh nhân đột quỵ 3 năm có thay đổi rõ ràng. Sở Trần ngồi xuống, cầm lấy giấy bút. Phương thuốc nhanh chóng được viết xong. Sở Trần đưa phương thuốc cho Liễu Mạn Mạn, trước tiên cho bệnh nhân uống thuốc 2 tuần. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, 2 tuần sau, bệnh nhân có thể hoàn toàn không phải ngồi xe lăn. Cái gì, Tiêu Như không thể tin, hai tay theo bản năng run lên, hốc mắt lập tức chảy ra nước mắt, thật, thật sao? Lưu Quốc Lân ngồi trên xe lăn hai tay cũng không ngừng run rẩy, môi vẫn run rẩy, khóe mắt hắn ướt át. Hắn khao khát đứng lên hơn bất cứ ai khác, hắn thế nhưng không có chí tiến thủ, có đôi khi Lưu Quốc Lân sẽ trở nên nóng nảy, hỉ nộ vô thường, đó cũng là đang che giấu nội tâm thống khổ, bi thương của mình. Chính anh không phải có thể cảm nhận được sao? Sở Trần mỉm cười nhìn Lưu Quốc Lân, anh tin kim bạc đã bắt đầu có tác dụng. Lưu Quốc Lân cố gắng kiềm chế kích động trong lòng. Gật gật đầu cảm ơn nhiều. Một khắc sau, Sở Trần thu châm, Tiêu Như cảm nhận rõ ràng, trạng thái tinh thần của chồng mình hoàn toàn không giống lúc trước. Một đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên trở nên có hồn. Sở Thần Y, cảm ơn cậu. Tiêu Như rốt cục hiểu được câu nói của Liễu Khai Hồng, vợ chồng bọn họ gặp được quý nhân. Nếu như không phải Sở Thần Y chữa bệnh từ thiện, bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Sở Thần Y, có lẽ chồng mình đời này, sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Mời đi theo tôi sẽ đưa hai người đi lấy thuốc. Liễu Tông Hạo trầm giọng mở miệng, Tiêu Như gật đầu, đột nhiên nói với Sở Trần nói, Sở Thần Y, cậu tiện cho tôi một tài khoản không? Tôi muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Sở Trần từ chối, Liễu Khai Hồng cũng mở miệng nói, chúng tôi đã công khai nói qua, toàn bộ quá trình khám bệnh không thu một xu. Lưu tiên sinh, chúc anh phục hồi sớm, học sinh của anh nhất định chờ anh trở lại trong lớp học. Nước mắt Lưu Quốc Lân càng thêm không ngừng. Vào thời điểm bệnh tật đột phát, lớp hắn chủ nhiệm là năm lớp 11,
năm nhất cấp 3. 3 năm, những cô cậu học trò đáng yêu ấy đã là học sinh năm 3 cấp 3 rồi. Hắn nhất định phải trở lại khuôn viên trường. Sau khi Tiêu Như đẩy Lưu Quốc Lân đi ra ngoài, phòng chờ của y quán Liễu Gia vang lên một trận thanh âm rất ồn ào. Bởi vì tính đặc biệt khám bệnh từ thiện của Sở Trần, trước khi Tiêu Như đẩy Lưu Quốc Lân tiến vào tiếp nhận chẩn đoán trị liệu của Sở Trần, rất nhiều người đều chú ý trạng thái tinh thần của Lưu Quốc Lân. Bọn họ không biết Lưu Quốc Lân ở bên trong tiếp nhận loại trị liệu gì, nhưng hiện tại rõ ràng nhìn ra được, Lưu Quốc Lân so với vừa rồi, trạng thái tinh thần, tốt hơn nhiều lắm. Có người đến hỏi thăm tình hình của Tiêu Như. Tiêu Như cũng cố ý tuyên truyền cho Sở Thần Y. Sở Thần Y nói, chồng tôi nhiều nhất 2 tuần, là có thể ra khỏi xe lăn. Nhất thời lại là một trận thanh âm sợ hãi than. Không thể nào, quá thần kỳ, không thể tin được. Sau khi thán phục, bệnh nhân trong phòng chờ càng nhao nhao chờ mong. Đó là hy vọng của họ. Thậm chí có người nước mắt lưng tròng, nắm chặt nắm đấm của mình. Trong bọn họ, bệnh tình của mỗi người không giống nhau. Nhưng khi nhìn thấy Lục Quốc Lân bị đột quỵ tê liệt 3 năm cũng có thể thấy được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, càng thêm kiên định tín nhiệm trong lòng bọn họ đối với Sở Thần Y. Một người phụ nữ dáng người to lớn, khoảng 40 tuổi, kích động thất thanh cảm thán, may mắn bác sĩ Liễu Tông Hạo chữa không được bệnh của tôi. Liễu Tông Hạo vừa lúc cầm đơn thuốc đi ra lấy thuốc, cảm giác ngực phảng phất gặp phải một kích. Lúc này trong y quán Liễu gia, đám người bắt đầu khởi động. Tuy rằng danh sách khám bệnh tình nguyện chỉ có 30, cũng đã sớm chọn ra, nhưng vẫn có không ít người nghe tin mà đến, vây xem trận khám bệnh từ thiện này. Thậm chí còn có phóng viên truyền thông đều ý đồ trà trộn vào, nhưng, đều bị người của Liễu Khai Hồng đã sớm an bài ngăn ở bên ngoài. Người phụ trách công tác an ninh cho hoạt động khám chữa bệnh hôm nay là Phạm Đông Lâm. Phạm Đông Lâm vô cùng tích cực, vỗ tay cho biết, có hắn, giới truyền thông cũng đừng hòng trà trộn vào. Liễu Khai Hồng không hy vọng hoạt động khám chữa bệnh này thay đổi chất lượng. Trong phòng khám, bệnh nhân thứ hai đi vào, chính là người phụ nữ trung niên vừa hô to may mắn Liễu Tông Hạo không chữa khỏi cho bà. Bác sĩ Trần, tôi bị đau đầu. Người phụ nữ trung niên ngồi xuống, vẻ mặt có chút thống khổ, trầm giọng nói, tôi mắc bệnh đau đầu này đã 20 năm, thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ đau đầu. Hơn nữa, một khi đau, cái loại cảm giác này quả thực đau đến không muốn sống. Lúc này Liễu Tông Hạo đã quay trở lại, nhìn thấy người phụ nữ trung niên, chợt mở miệng nói, tôi đã kiểm tra tình huống của cô ấy cũng đã lấy kết quả chụp X-quang của bệnh viện cho tôi xem, từ tình trạng sức khỏe của cô ấy, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, chính là đau đầu, nghe thế hệ trước nói, là lúc ở cữ thân thể không có an dưỡng tốt. Người phụ nữ trung niên nói, Sở Trần đang bắt mạch cho người phụ nữ trung niên. Liễu Mạn Mạn ở một bên cũng đang chú ý tình huống của người phụ nữ trung niên. Chữa bệnh từ thiện này, cô làm trợ thủ của Sở Trần, chính là muốn từ trên người Sở Trần học được một vài y thuật. Học tập thủ pháp châm cứu của Sở Trần, mặc dù không thể hoàn toàn hiểu, nhưng quá trình này, phải có thu hoạch. Mang kim bạc đến, Sở Trần mở miệng, người phụ nữ trung niên tay xoa đầu mình, nhịn đau đớn, đến rồi, chính là như bây giờ, đau đớn lên chính là từng trận tập kích. Đau chết tôi rồi. Liễu Mạn Mạn đã nhanh chóng chuẩn bị kim bạc. Sở Trần cầm lấy một kim bạc, đứng lên, bỗng nhiên đâm thẳng vào huyệt bách hội của người phụ nữ trung niên. Liễu Mạn Mạn khẽ hô một tiếng. Huyệt bách hội chính là tử huyệt của cơ thể con người, bình thường không thể chạm vào. Lúc Sở Trần châm cứu, người phụ nữ trung niên không sợ, lại bị Liễu Mạn Mạn làm cho hoảng sợ, làm sao vậy? Không phải là chảy máu chứ, không sao. Sở Trần rút kim bạc ra. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Sở Trần, sao lại không sao? Sở, bác sĩ Sở, AKUNS cũng không thể qua loa cho tôi à, cậu không biết, tôi bị bệnh đau đầu này hành hạ 20 năm, tôi, người phụ nữ trung niên lập tức không khống chế được chính mình, rơi nước mắt. Liễu Mạn Mạn ở một bên nhẹ nhàng kéo Sở Trần một chút, chuyện gì xảy ra vậy? Sở Trần nhìn người phụ nữ trung niên, đầu cô còn đau không? Đầu tôi đương nhiên, tiếng khóc của người phụ nữ trung niên đột nhiên dừng lại, sửng sốt một chút. Cả người lâm vào hóa đá, đột nhiên đứng dậy, người phụ nữ trung niên hai tay vuốt đầu mình, sao lại không đau? 20 năm qua, mỗi lần phát bệnh, đều sẽ đau đớn ít nhất 1 giờ, có đôi khi mỗi ngày còn đau vài lần. Nhưng chưa từng thử qua, cảm giác đau đớn vừa mới lên, giống như thủy triều biến mất. Người phụ nữ trung niên theo bản năng dùng sức vỗ đầu mình một cái, thật không đau à? Cô lại dùng lực một chút, sẽ còn đau. Sở Trần mở miệng,
Người phụ nữ trung niên vội vàng buông hai tay xuống, nhìn Sở Trần, bỗng nhiên quỳ xuống trước Sở Trần, nước mắt đều rơi xuống, cảm ơn Sở Thần Y. Không sao, quay về nghỉ ngơi đi. Sở Trần ý bảo bệnh nhân tiếp theo. Sở Thần Y, tôi không cần uống chút thuốc sao? Người phụ nữ trung niên nhìn không được hỏi. Bệnh khỏi rồi, còn uống thuốc gì nữa? Lúc từ phòng khám đi ra, người phụ nữ trung niên còn có một loại cảm giác ngây ngô dại dột. Tất cả mọi thứ dường như sống trong một giấc mơ. Bệnh đau đầu tra tấn mình 20 năm, một châm của Sở Thần Y một liền giải quyết. Thím ba, thế nào rồi? Sở Thần Y có cách chữa khỏi bệnh đau đầu của thím không? Có người trong đám đông hét lên. Người phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần lại, trong mắt còn có nước mắt, kích động nói, Sở Thần Y chỉ đâm một châm, bệnh đau đầu của tôi liền khỏi rồi, ngay cả thuốc cũng không cần uống. Đây quả thực là kỳ diệu. Không ít người bày tỏ sự không thể tin được, nếu không phải là chữa bệnh từ thiện, không thu bất kỳ khoản phí nào, tôi quả thực hoài nghi đây là nhờ vả. Hôm nay đến đây có không ít hàng xóm trong khu của thím ba, bọn họ đều có thể làm chứng, thím ba quả thật bị đau đầu nhiều năm. Chỉ có thể nói, Sở Thần Y quá thần kỳ. Phòng khám, Liễu Mạn Mạn cảm khái, thật không hổ là Sở Nhất Trâm. Tôi không thích danh hiệu này, Sở Trần nhìn thoáng qua Liễu Mạn Mạn mặc trang phục y tá màu trắng. Lần đầu tiên thấy Liễu Mạn Mạn trong trang phục này, có một phen phong vị khác, Sở Trần nhìn không được nhìn thêm hai lần. Khụ khụ, sofa bên cạnh truyền đến tiếng ho khan của Liễu Khai Hồng. Lúc này, bên ngoài cũng truyền đến một trận hỗn loạn xôn xao, nhưng rất nhanh bình ổn, lập tức cửa phòng khám đẩy ra, hai người đi vào, đều đeo khẩu trang thật dày, trong đó một người còn đeo kính râm, che mặt kín mít. Liễu Tông Hạo nhướng mày, trong ấn tượng của hắn, vị trí thứ ba là hai mẹ con. Hai người là ai? Liễu Tông Hạo đứng lên, công tác thống kê danh sách 30 người là do hắn phụ trách, danh sách 30 người khám bệnh hôm nay không có hai người trước mắt. Đừng lớn tiếng như vậy. Một người trong đó tháo khẩu trang ra, là một cô gái, trang điểm đoan trang, cô xách theo một cái túi, tiện tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó nói, chúng tôi là cùng người phía sau thương lượng qua đi mới tiến vào. Liễu Tông Hạo cau mày, trầm giọng nói, danh sách bác sĩ sở khám bệnh chỉ có 30 người. Hy vọng hai người hiểu. Trước khi bắt đầu chữa bệnh từ thiện, người của y quán Liễu gia cũng từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ, thậm chí còn điều động không ít đệ tử Bách Hoa Cung, tạm thời đảm nhiệm vai trò bảo vệ, không nghĩ tới lại vẫn bị người xông vào. Tôi biết danh sách dự định của mọi người là 30 người, nhưng mà, đây là tình huống bất ngờ, hơn nữa xảy ra chuyện khẩn cấp, nên đặc biệt xử lý. Cô gái mở miệng, yên tâm, tiên tiên chúng tôi không thuộc trong danh sách chữa bệnh miễn phí. Sẽ nộp phí chẩn đoán, một phần cũng sẽ không thiếu. Sở Trần nhìn thoáng qua người đeo kính râm che kín mít này, kiểu tóc ngược lại rất khá ngầu, không ngờ lại là một người phụ nữ, cắt tóc ngắn. Xin lỗi, chúng tôi không thể phá lên này. Liễu Khai Hồng đứng lên, chờ một chút, tôi tin mọi người sẽ phá lệ. Cô gái nói, đồng thời ra hiệu cho người bên cạnh tháo khẩu trang ra. Người này sau khi tháo khẩu trang và kính râm ra, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Giữa hai hàng lông mày góc cạnh, phấn nền vừa phải, nhìn không ra chút khuyết điểm, khuôn mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười, tôi là Trương Tiên. Liễu Mạn Mạn giật mình, Trương Tiên, nổi tiếng nhờ một bộ phim truyền hình năm ngoái, khách quen của Weibo Hot Search, đảm nhận lưu lượng truy cập trên các nền tảng lớn. Cộng đồng người hâm mộ của cô vô cùng cuồng nhiệt, đặt cho cô biệt danh Tiên Tiên. Cô quen, Sở Trần hỏi Liễu Mạn Mạn, Liễu Mạn Mạn gật đầu, lại lắc đầu, cô ấy là một minh tinh. Sở Trần giật mình, nhìn Trương Tiên, thì ra là nữ minh tinh a, thật nhìn không ra, từ kiểu tóc, là một nữ hiệp mạnh mẽ. Liễu Mạn Mạn không nhịn được cười, nghe ra Sở Trần trêu chọc, lấy năng lực phân biệt của Sở Trần làm sao có thể nhìn không ra Trương Tiên đến tột cùng là nam hay nữ. Trương Tiên có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng không ở trong phòng khám này. Liễu Mạn Mạn nhận ra người này, đó là bởi vì bây giờ cô quá hot. Thần sắc Trương Tiên trầm xuống. Cô gái ở một bên khẽ nhíu mày, đi tới tiến lên, bác sĩ Sở, lời này của anh, không thích hợp đi. Sở Trần khoát tay, phiền hai người đi ra ngoài đi, mặc kệ hai người là ai, đều không có khả năng phá lệ, đừng quấy rầy trật tự nơi này. Chúng tôi đến đều đến rồi, anh bớt nói hai câu khám cho Tiên Tiên không phải là được sao. Cô gái bất mãn, lại không tốn nhiều thời gian của anh, hơn nữa, anh càng cự tuyệt, không phải càng lãng phí thời gian sao. Mời ra ngoài. Lúc này, Liễu Tông Hạo đứng ra, lại hạ lệnh đuổi khách, nếu hai người muốn khám bệnh, có thể ra bên ngoài xếp hàng đăng ký,
ở chỗ này chơi xấu không có bất kỳ tác dụng gì. Ông nói chúng tôi đang chơi xấu. Trương Tiên khó có thể tin nhìn Liễu Tông Hạo, đầu tiên, chúng ta sau khi thương lượng với người bên ngoài mới tiến vào, thứ hai, chúng tôi không phải là không trả tiền, tôi có thể trả 10 vạn đồng phí chẩn đoán. Đại Minh Tinh quả nhiên giàu có, vừa ra tay chính là 6 con số. Sở Trần lắc đầu, anh, Trương Tiên tức giận, từ sau khi bạo hỏa năm ngoái, cô đi tới đâu đều rất được chú ý, hào quang chói mắt. Trước khi Trương Tiên tiến vào, từng nghĩ tới sau khi tiến vào cởi khẩu trang ra, cô phỏng chừng Sở Trần còn có thể đòi chữ ký của cô. Trương Tiên nghĩ thầm, chữ ký không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn chụp ảnh chung thì cô nhất định phải cự tuyệt. Nhưng tất cả đều không có, ngược lại, còn bị lệnh đuổi khách. Ánh mắt Trương Tiên đảo qua mấy người trong phòng khám bệnh, bỏ đi, tôi và các người có sự khác nhau. Trương Tiên lười mở miệng, nhưng cũng không rời đi, mà đi tới ghế dựa trước mặt Sở Trần ngồi xuống. Bác sĩ Sở, Liễu quán chủ, coi như là cho Tiên Tiên chúng tôi thể diện đi. Cô gái là người đại diện của Trương Tiên, Hạ Lam, lúc này, Hạ Lam phảng phất có ý riêng, loại chuyện này, nếu truyền ra ngoài, đối với mọi người cũng không có chuyện tốt gì. Nếu như mọi người giải quyết tình huống của Tiên Tiên, như vậy, thanh danh y quán Liễu gia, tôi dám bảo đảm, nhất định sẽ vang vọng Đại Giang Nam Bắc. Liễu Khai Hồng thần sắc bình tĩnh, hai người cũng là nhân vật của công chúng, biết có một số việc truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Danh sách chữa bệnh của chúng tôi chỉ có 30, cũng không bao gồm hai người, nếu hai người không đi ra ngoài, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ. Bác sĩ Sở, Tiên Tiên là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trong nước. Hạ Lam không để ý tới Liễu Khai Hồng, hôm nay nếu như anh giúp Tiên Tiên, để cho fan của Tiên Tiên biết, anh chắc chắn sẽ nổi tiếng. Trong mắt Hạ Lam, cái gọi là chữa bệnh từ thiện, không gì khác hơn là thu hút truyền thông, muốn nổi tiếng mà thôi. Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần tôi nói một câu, Sở Thần Y nhất định có thể lên top 3 hot search Weibo hôm nay. Trương Tiên tràn đầy tự tin, nếu anh không tin, có thể xem hiện tại hot search Weibo số 1 là cái gì. Sở Trần không nhìn. Liễu Mạn Mạn tiện tay lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, đồng tử ngưng động, Liễu Mạn Mạn đưa điện thoại cho Sở Trần. Sở Trần cúi đầu nhìn một chút, hot search đứng đầu Weibo, Trương Tiên quay phim chảy xước ngón tay. Ánh mắt Sở Trần và Liễu Mạn Mạn trước tiên nhìn về phía tay Trương Tiên, có băng gạc quấn lấy ngón trỏ tay phải. Hai người chỉ vì một ngón tay chảy xước, mà phá hư việc chữa bệnh từ thiện của Sở Trần. Liễu Mạn Mạn nhìn không được mở miệng, cô gái, cô đã nói sai một câu rồi. Hạ Lam kéo tay Trương Tiên, thật cẩn thận cởi băng gạc ra, thứ nhất, đây không phải là vết chảy xước bình thường, thoạt nhìn khiến người ta đau lòng. Hơn nữa, Tiên Tiên ngày mai còn có một cảnh chơi đàn dương cầm, chuyện quan trọng, nếu như không phải chúng tôi vừa vặn quay phim ở gần, cũng không đến mức đi tới y quán nhỏ các người. Thứ hai, chúng tôi không phá việc chữa bệnh từ thiện của Sở Trần, ngược lại, chúng tôi không chỉ trả tiền, mà còn trả rất nhiều tiền, mấu chốt hơn chính là... còn có thể làm cho việc chữa bệnh từ thiện của Sở Trần được nhiều người biết đến hơn. Hạ Lam thật sự nghĩ không ra, mấy người này đầu óc gì xét rồi. Chuyện trăm lợi mà không hại, bọn họ là ồ cự tuyệt. Thời gian của Tiên Tiên rất quý giá, xin đừng kéo dài thời gian, ok. Hạ Lam bổ sung một câu, Sở Trần thu hồi ánh mắt, quả thật rất nghiêm trọng. Liễu Mạn Mạn kinh ngạc, dù sao ngay cả những chứng khó chữa như đột quỵ tê liệt này đối với Sở Trần mà nói cũng là vấn đề nhỏ. Liễu Khai Hồng trong lòng dùng mình, nhìn Sở Trần. Sở Trần cảm thán, lại chế một chút, miệng vết thương đều sắp khép lại, cái này còn chưa đủ nghiêm trọng sao? Liễu Mạn Mạn phốc phốc cười ra tiếng. Liễu Khai Hồng khóe miệng giật giật. Liễu Tông Hạo trầm mặt, đi lên phía trước, tôi cảnh cáo lần cuối cùng, nếu hai người còn chưa đi ra ngoài, bảo vệ sẽ tiến vào. Ông dám, Trương Tiên đứng lên, tức giận nhìn Liễu Tông Hạo, sao ông lại như vậy? Hoạt động chữa bệnh từ thiện hôm nay. Bên ngoài có truyền thông ngồi xổm. Liễu Mạn Mạn thản nhiên nói, nếu hai người muốn nhìn thấy truyền thông tiến vào, liền tiếp tục ở chỗ này. Thần sắc Hạ Lam trầm xuống, chợt kéo cánh tay Trương Tiên, Tiên Tiên, đi ra ngoài đi, trên đời này không phải chỉ có một bác sĩ như hắn, giả vờ cái gì. Trương Tiên đeo khẩu trang và kính râm của mình, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua Sở Trần, anh sẽ hối hận. Hạ Lam cũng hừ lạnh một tiếng, mới xoay người đi ra ngoài. Đồng thời, Liễu Tông Hạo cũng đi ra khỏi phòng chẩn đoán, mặc kệ Trương Tiên thông qua thủ đoạn gì trà trộn vào, kế tiếp, ông ta nhất định phải kiên quyết ngăn chặn loại vấn đề này tái phát, đây càng là trách nhiệm cùng thái độ của y quán Liễu gia. Người bên ngoài cũng không biết chuyện này trong phòng chẩn đoán,
bệnh nhân thứ ba nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Là hai mẹ con, đứa trẻ bị bệnh tự kỷ. Sở Trần châm cứu cho đứa nhỏ. Toàn bộ quá trình trị liệu, Liễu Mạn Mạn ở một bên nghiêm túc quan sát, Liễu Khai Hồng cũng vậy, mỗi một lần châm cứu của Sở Trần, đối với ông mà nói đều được lợi không nhỏ, đồng thời, Liễu Khai Hồng cũng lần nữa thật sự cảm nhận được chỗ thần kỳ của thiên hạ đệ nhất châm. Rõ ràng đối với người khác mà nói bệnh nhân vô cùng khó giải quyết, thậm chí cả những căn bệnh mà nhiều bác sĩ không có cách nào chữa khỏi, ở trước mặt Sở Trần, dễ dàng. Hơn một nửa số bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị, không có ngoại lệ, đã đạt được kết quả tốt. Thậm chí, 1/3 trong đó, đều là một châm giải quyết. Thật không hổ là Sở nhất châm, trong lòng Liễu Khai Hồng cũng càng thêm đồng ý với danh hiệu này của Sở Trần. Tin tức chữa bệnh từ thiện đang lên men, càng ngày càng có nhiều người nghe tin mà đến, tận mắt chứng kiến bệnh nhân từ lúc tiến vào phòng chẩn đoán cùng lúc rời đi hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau, âm thanh cảm thán vang vọng không ngừng. Tên của thần y Sở Trần được truyền miệng trong quần chúng. Phòng chẩn đoán, người tiếp theo, Sở Trần vừa mở miệng, trong lúc bất chợt cảm giác môi có chút khô khan, cúi đầu nhìn, Liễu Mạn Mạn vừa lúc đã rót một ly nước tới, đưa cho anh. Cảm ơn, Sở Trần tiếp nhận, đã là người thứ 21 rồi. Liễu Mạn Mạn nói, tốc độ khám bệnh, kê đơn thuốc của anh, chỉ sợ không có mấy bác sĩ Trung Quốc có thể so sánh được, nếu vừa rồi không phải Trương Tiên tới cố tình gây sự, sợ rằng còn nhanh hơn. Việc khổ cực, đương nhiên phải sớm làm xong, tan làm về nhà. Sở Trần trêu chọc nở nụ cười. Về nhà ngược lại không vội. Liễu Khai Hồng nói, tôi đã đặt một bàn ở khách sạn Hoa Đằng, sau khi khám bệnh xong, tôi phải mời cậu một ly. Bệnh nhân số 21 mới vào là một thanh niên, lúc này, thanh niên yếu đuối đứng ở một bên, khi mọi người thảo luận đi đâu ăn cơm, không thể suy nghĩ một chút cảm giác của bệnh nhân như tôi sao. Vậy tôi liền cung kính không bằng tuân lệnh. Sở Trần cũng cảm thấy đói bụng, sau đó ánh mắt mới nhìn về phía thanh niên, nói đi, vấn đề gì? Người thanh niên chỉ vào cánh tay phải của mình, xương cánh tay phải dịch chuyển. Sở Trần ngẩn ra, nối ghép không phải là được rồi. Đây là bệnh nhân mà tôi đã khám, Liễu Tông Hạo lập tức mở miệng, trầm giọng nói, di chuyển xương cốt của bệnh nhân này có chút đặc biệt, mức độ lớn làm tăng độ khó của khớp xương, tôi đề nghị cậu ấy đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng... Một khi phẫu thuật, đối với cánh tay cậu ấy mà nói, sẽ có thương tổn rất lớn. Thanh niên mặt mày ủ rũ, bác sĩ Sở anh xem, cánh tay phải của tôi đã sưng lên rồi. Các bác sĩ nói rằng nếu không phẫu thuật, ngay cả bàn tay đều sẽ bị bỏ. Sở Trần đưa tay, bắt lấy tay phải của thanh niên. Đau, thanh niên lập tức hét lên. Sở Trần thuận thế giơ tay lên, nắm lấy cánh tay phải của thanh niên, chỉ nghe thấy thanh âm xương cốt dịch chuyển rất rõ ràng. A. Người thanh niên vô ý thức hô to. Rất đau sao? Sở Trần hỏi, có vẻ như không, tôi là theo bản năng phản ứng. Người thanh niên ngây ngẩn cả người, giật giật cánh tay mình một chút, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, cuối cùng xoay 360 độ. Wow, người thanh niên nhảy lên ngay lập tức, vốn định ngâm thơ tặng thần y, thế nhưng chỉ có một tiếng wow bày tỏ tấm lòng. Như vậy cũng quá đột ngột. Sở Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Liễu Tông Hạo. Liễu Tông Hạo, ý gì? Đây là ánh mắt gì vậy? Tôi không cần thể diện sao? Người TSNS niên rời khỏi phòng khám, cửa phòng khám còn chưa kịp đóng lại, liền nghe thấy người thanh niên vô cùng hưng phấn hô to, thần y a, mọi người mau xem, tay tôi khỏi rồi, Sở Trần thật sự là thần y a. Tôi nhớ rõ bác sĩ Liễu Tông Hạo kia nói, tình huống này của tôi rất phức tạp, đương nhiên, tôi không có ý hạ thấp bác sĩ Liễu Tông Hạo, dù sao tôi cũng đi khám mấy bệnh viện, bọn họ đều đề nghị tôi phẫu thuật. Giống như bác sĩ Liễu Tông Hạo vậy. Trong phòng khám, Liễu Tông Hạo bỏ đầu vào đúng quần. Các cuộc khám bệnh từ thiện tiếp theo cũng rất suôn sẻ. Hơn 6 giờ chiều, khi Sở Trần rút châm lên người bệnh nhân cuối cùng, một tuần khám bệnh từ thiện cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Rất nhiều người ở bên ngoài phòng chờ không muốn rời đi. Xin Sở Thần Y khám bệnh cho tôi, bệnh này của tôi đã hành hạ tôi 5 năm rồi. Tôi 10 năm, tôi 15 năm. Tôi đã bị một căn bệnh kỳ lạ kể từ khi tôi được sinh ra. Khi Sở Trần từ phòng khám đi ra, càng dẫn đến một trận xôi trào. Sở Trần chỉ có thể đơn giản nói vài câu, hơn nữa còn nói cho mọi người biết, thứ 6 tuần sau anh còn có thể đến y quán Liễu gia khám bệnh. Quy tắc cũng vậy, danh sách khám bệnh, do đông đảo bác sĩ y quán Liễu gia tiến cử quyết định. Những tràng pháo tay như sấm sét, Sở Thần Y được xưng là người tài giỏi y học Trung Quốc. Người thầy thuốc nhân từ. Còn có người đưa ra chiến lược, tôi nói với mọi người,
mọi người treo ức của bác sĩ Liễu Tông Hạo, cơ hội được chọn lớn hơn một chút. Liễu Tông Hạo mặt đều đen lại, Liễu Tông Hạo bất ngờ nổi tiếng, nhưng đó không phải là điều ông muốn. Dưới lời mời của Liễu Khai Hồng, Sở Trần cũng chuẩn bị đi tới khách sạn Hoa Đằng ở Dương Thành, nhưng vừa mới bước ra đại sảnh trang viên Liễu gia, Liễu Thiên Thiên liền bước nhanh lên, Sở Trần, cô bảo anh qua đó một chút. Phạm Đông Lâm đang duy trì trật tự bên ngoài đại sảnh nghe thấy, ghen tuông cộng một. Liễu Khai Hồng thần sắc thoáng kinh ngạc nhìn Sở Trần một cái. Mấy ngày nay Sở Trần cùng thánh nữ rất thân thiết, ông ta ngược lại có nghe nói, nhưng, Liễu Khai Hồng tin, em gái mình hoàn toàn là bởi vì tu bổ cổ họa mà phá lệ để cho Sở Trần tiếp cận, bởi vì ông là anh rất rõ, em gái có bao nhiêu chán ghét nam nhân, ngay cả anh trai như ông, cũng có 2-3 tháng chưa từng gặp qua em gái một lần. Không có nguyên nhân nào khác, địa bàn của em gái, không cho phép nam nhân bước vào, bao gồm cả anh trai như ông. Chứng tỏ năng lực tu bổ tranh cổ của Sở Trần quả thật không kém, Liễu Khai Hồng thầm than, lập tức mở miệng, cậu đi đi, chúng tôi ở cửa chờ cậu. Sở Trần ngược lại biết mục đích Liễu Như Nhạn tìm anh. Hiệu quả của thiên cơ huyền trận biến mất, mặc cho Liễu Như Nhạn lật giường cô lại cũng không tìm được động tiên. Quả nhiên, chân trước Sở Trần vừa mới đi vào tiểu viện của Liễu Như Nhạn, một đạo thân ảnh đỏ rực vọt về phía anh, từ trên trời giáng xuống, đôi mắt sáng ngời nhu tình như viên ngọc nhìn Sở Trần. Mang theo khát vọng. Thiên cơ huyền trận, người có thể tùy thời bố trí sao? Liễu Như Nhạn trước tiên hỏi. Sở Trần trầm ngâm một hồi, hai tay đặt ở sau lưng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nặng nề thở dài, thiên cơ huyền trận, nối liền cầu thiên địa, tập hợp linh khí vạn vật, tụ hợp mà thành, hình thành động thiên, trận pháp thần kỳ như vậy, làm sao có thể tùy thời bố trí đây? Liễu Như Nhạn gật gật đầu, đối với việc này cô tin không nghi ngờ. Dù sao đó cũng là động thiên, toàn bộ giới võ giả, cô nghe nói qua động thiên tốt nhất, cũng không có khả năng một năm 365 ngày đều hiện ra trạng thái động thiên, thời điểm bình thường, chính là một chỗ bình thường, cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Nhưng Liễu tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng bố trí động thiên cho tỷ một lần nữa. Sở Trần chủ động mở miệng, Liễu Như Nhạn nói lời cảm ơn, đi ra ngoài cùng ăn tối. Sở Trần đột nhiên đề nghị, Liễu quán chủ có ý tốt. Còn đặt một bàn đồ ăn ngon ở khách sạn Hoa Đằng, mấy người chúng tôi đi qua, không bằng Liễu tỷ tỷ cũng cùng đi. Liễu Thiên Thiên đi tới, vừa lúc nghe thấy lời của Sở Trần, khóe miệng khẽ co rút. Từ khi cô có ký ức tới nay, cô cũng không ra ngoài ăn cơm. Thậm chí trong lòng không ít đệ tử Bách Hoa Cung, thánh nữ quả thực là không ăn thức ăn chín nhân gian. Tôi sẽ không đi, Liễu Thiên Thiên mở miệng, tôi phải ở nhà làm đề. Liễu Thiên Thiên đang cho cô thấy sự siêng năng của mình. Thiên Thiên, cũng không vội vàng làm đề, người đổ tất cả những bông hoa trong vườn, sau đó hái cho ta một vài bông hoa, đợi ta trở về sẽ tắm. Liễu Như Nhạn nói, vâng, Liễu Thiên Thiên theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đồng tử mở to, ý của cô là muốn đi ra ngoài. Không phải là cùng Sở Trần ra ngoài ăn cơm chứ? Cô muốn đi đâu? Liễu Thiên Thiên nhìn không được hỏi, Sở Trần không phải nói, đến khách sạn Hoa Đằng ăn cơm. Liễu Như Nhạn để lại một câu, chờ ta một chút. Liễu Như Nhạn đi về phòng, lúc đi ra, rõ ràng đội một chiếc mũ mỏng, cả người bị một tầng mỹ thuật mông lung bao trùm, lụa mỏng cũng không hoàn toàn che hết vẻ đẹp của cô, tuyệt mỹ như ẩn như hiện, khiến người ta chú ý. Đi thôi, thanh âm Liễu Như Nhạn nhẹ nhàng, hai người sóng vai đi ra ngoài, Liễu Thiên Thiên ngơ ngác đứng lặng, một lúc lâu sau, Liễu Thiên Thiên đuổi theo, chờ đã, tôi cũng muốn đi ăn cơm. Ra khỏi vòm đá, người đầu tiên nhìn choáng váng là Phạm Đông Lâm. Thánh, Phạm Đông Lâm vừa mới hoàn thành công tác bảo vệ trở về, môi không quá lưu loát phát run, kích động vạn phần, đều sắp một năm không có gặp qua thánh nữ bước ra khỏi cái vòm đá này, thánh nữ. Sở Trần chú ý tới, trong nháy mắt bước ra khỏi vòm đá, khí tức trên người Liễu Như Nhạn hoàn toàn thay đổi, cảm giác không có một tia nhu tình như nước uyển chuyển, cả người phóng thích một cỗ khí tức lạnh như băng xương, như thánh nữ trên trời. Không ăn thức ăn chín nhân gian. Thái độ của Phạm Đông Lâm và các đệ tử Bách Hoa Cung khác đối với thánh nữ, chính là kính ngưỡng, thậm chí còn có một loại cảm giác hành hương. Sở Trần trong lúc bất chợt cảm thấy, ở Bách Hoa Cung, địa vị của thánh nữ, tựa hồ còn ở trên cung chủ. Một đường đi ra bên ngoài, Sở Trần bị Liễu Thiên Thiên kéo vài cái tụt lại phía sau vị trí Liễu Như Nhạn, không có cùng Liễu Như Nhạn sóng vai, thấy rồi chứ, ngoại trừ lúc ở Hoa Viên, cô chính là bộ dạng này. Thánh nữ cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn.
Sở Trần nhìn về phía Liễu Như Nhạn, trong đầu lại không tự chủ được xẹt qua hình ảnh thánh nữ nằm nghiêng mềm nhũn nói chuyện với anh. Khi Liễu Khai Hồng nhìn thấy Liễu Như Nhạn, cũng trực tiếp sửng sốt. Làm sao cô ra được? Cô, Liễu Mạn Mạn kinh hỉ hô một tiếng. Liễu Như Nhạn gật đầu, nghe Sở Trần nói, anh cả đặt một bàn đồ ăn ngon ở Hoa Đẳng, ta cũng đi qua nếm thử. Liễu Khai Hồng nhìn thoáng qua Sở Trần thật sâu, ông lại vẫn đánh giá thấp trọng lượng của Sở Trần trong lòng Liễu Như Nhạn. Phỏng chừng cũng sắp đuổi kịp anh trai như ông dối. Liễu Khai Hồng cười, hai anh em chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm, đi, xuất phát thôi. Để bày tỏ niềm vui của mình, Liễu Khai Hồng tự mình lái xe. Liễu Thiên Thiên cũng lái một chiếc xe, Liễu Mạn Mạn ngồi ở ghế phụ, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn ngồi ở hàng ghế sau. Liễu Khai Hồng, ông đột nhiên cảm thấy mình là người ngoài. Liễu Khai Hồng nhìn thấy Liễu Tông Hạo vẻ mặt cô đơn đi ra, vội vàng gọi Liễu Tông Hạo lên. Anh, sao lại cỏ mình anh? Liễu Tông Hạo hỏi, Liễu Tông Hạo và Liễu Khai Hoành là quan hệ anh em họ. Liễu Khai Hồng ôn hòa cười, bọn họ ở phía trước, ta cố ý ở lại chờ em. Điều này khiến Liễu Tông Hạo cảm nhận được một tia ấm áp khi đang ở trong mùa đông giá rét. Đến khách sạn Hoa Đằng, sau khi tiến vào phòng riêng đã đặt trước, Liễu Như Nhạn cũng cởi tấm khăn che mặt. Liễu Tông Hạo lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Nhạn, cũng vô cùng khiếp sợ. Tại sao thánh nữ lại ở đây? Thánh nữ làm sao cũng đến khách sạn ăn tối? Liễu Khai Hồng là anh trai ruột này cũng chưa từng cùng em gái ăn cơm ở khách sạn bên ngoài, chứ đừng nói là anh họ như ông. Một màn trước mắt này, đối với Liễu Tông Hạo mà nói, so với tận mắt nhìn thấy bệnh nhân bị lệch xương mình bó tay được Sở Trần chữa khỏi còn giật mình hơn. Bên trong phòng, cộng thêm chị em sinh đôi Liễu gia, tổng cộng mới có 6 người. Tùy thiện ngồi, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Liễu Khai Hồng chào hỏi. Sở Trần vừa ngồi xuống, Liễu Như Nhạn ngồi ở vị trí bên cạnh anh. Quả nhiên, là mặt mũi của Sở Trần. Liễu Khai Hồng xem như hiểu rõ. Sở Trần đã quan trọng hơn anh trai ruột như ông. Một bữa cơm đương nhiên cũng không thiếu rượu ngon. Liễu Khai Hồng cùng Liễu Tông Hạo hai người thay phiên nhau mời rượu Sở Trần, không khí coi như nhiệt liệt. Dương Thành dưới màn đêm, trước cửa một bệnh viện. Trương Tiên đeo khẩu trang và kính râm cùng người đại diện Hạ Lam được 8 vệ sĩ hộ tống đi ra cửa, cuối cùng vẫn bị người phát hiện, theo một tiếng thét chói tai, cửa bệnh viện rất nhanh đã bị bao vây đến nước chảy không thông, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Tiên Tiên, anh yêu em, tôi lại nhìn thấy Tiên Tiên ở cổng bệnh viện, nghe nói Tiên Tiên quay phim bị thương, thật đau lòng Tiên Tiên thực sự quá yêu nghề, chẳng bao lâu cũng có phóng viên truyền thông đến, muốn phỏng vấn. Trương Tiên và Hạ Lam liếc nhau một cái. Cô nói qua, nhất định sẽ khiến Sở Thần y kia hối hận. Vậy thì nói một vài câu đơn giản đi. Trương Tiên tháo kính râm ra, đồng thời cũng vén khẩu trang lên. Nhất thời, một trận tiếng thét chói tai càng thêm điên cuồng vang vọng, giao thông trước cửa bệnh viện trực tiếp lâm vào trạng thái đình trệ. Đây là sức ảnh hưởng của thần tượng A. Bảo vệ bệnh viện cách đó không xa cảm thán, anh ta không hứng thú với loại thịt tươi như Trương Tiên, nhưng mà, trước mắt tình huống này. Hắn cũng không dám tiến lên nói cái gì, hắn cũng sợ bị fan của Trương Tiên bôi nhọ đến chết chìm. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Trương Tiên, mọi người đều biết, hôm nay cô quay phim bị thương, không biết vết thương thế nào. Người hâm mộ rất quan tâm đến tình hình của cô. Một phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Khuôn mặt Trương Tiên mỉm cười, hôm nay quay phim, có một cảnh quay là phải đập vỡ kính, tuy rằng có chút nguy hiểm, đạo diễn cũng đề nghị tôi dùng diễn viên đóng thế, nhưng tôi cảm thấy. Thân là một diễn viên, nên trau dồi bản thân nhiều hơn, cho nên tôi tự mình làm điều đó. Đám người nhất thời vang lên một trận thanh âm đau lòng. Nguy hiểm quá, Tiên Tiên sau này đừng mạo hiểm như vậy. Diễn viên đóng thế có ý nghĩa của đóng thế, đây là chuyện nghĩa vụ bọn họ nên làm, Tiên Tiên quá ngốc. Trương Tiên giơ ngón tay đã băng bó thật dày, điều tôi lo lắng nhất bây giờ chính là sẽ ảnh hưởng đến cảnh liên quan đến đàn dương cầm vào ngày mai. Lúc này... Một phóng viên hỏi, nghe nói Trương Tiên sáng nay bị thương, sao muộn như vậy mới đến bệnh viện băng bó vết thương? Là như vậy, Hạ Lam lập tức tiếp lời, ngay từ đầu sau khi bị thương, Trương Tiên ở hiện trường tiếp nhận xử lý đơn giản, tiếp tục quay phim, lúc nghỉ ngơi giữa chừng, vốn định tìm một chỗ gần xử lý vết thương một chút, nhưng không nghĩ tới, Hạ Lam trầm mặc một chút, khoát tay áo, bỏ đi, cũng không có gì, dù sao cũng đã qua rồi, Trương Tiên cũng đã thuận lợi băng bó vết thương. Tin tưởng nghỉ ngơi tốt vài ngày liền không sao, cảm ơn mọi người quan tâm. Những lời này của Hạ Lam nhất thời khiến không ít người tò mò. Chuyện gì xảy ra,
Sau một hồi các phóng viên hỏi, Trương Tiên ho nhẹ một tiếng, mọi người không cần quá khẩn trương, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua, lúc ấy cách đoàn làm phim gần nhất là một phòng khám trung y tên là Y quán Liễu Gia, tôi vốn định đi vào xử lý vết thương, nhưng bởi vì không có hẹn trước, cuối cùng không có cách nào xử lý vết thương ở Y quán Liễu Gia. Lời vừa dứt, toàn trường nhất thời vang lên một trận thanh âm kịch liệt ào ào. Y quán Liễu Gia cái chó má gì, lại cự tuyệt Tiên Tiên ngoài cửa. Y đức của bọn họ đâu? Không hẹn trước liền không thể khám bệnh. Tôi chưa từng nghe qua Y quán Liễu Gia, làm bộ làm tình gì a? Ha ha, phòng khám trung y a, phòng trường chính là lang trung giang hồ, không có năng lực xử lý vết thương trước, mới lấy cớ nói không có hẹn trước. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua phòng khám trung y nhỏ nào còn cần hẹn trước. Trương Tiên và Hạ Lam ánh mắt liếc nhau một cái. Mọi người im lặng một chút. Hạ Lam nói, tuy rằng xuất hiện một chút tình tiết nhỏ, nhưng mà, Tiên Tiên hiện tại đã xử lý xong vết thương, không có việc gì, mọi người không cần quá để ý. Dù sao lúc ấy Y quán Liễu Gia mời một bác sĩ tên là Sở Trần tiến hành khám bệnh, chỉ tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh đã hẹn từ trước. Dứt lời, đông đảo fan phẫn nộ đồng thời lại truyền ra tiếng cười vang. Thật là buồn cười a, chữa bệnh từ thiện còn chọn người trước sao? Bây giờ người làm sâu quả nhiên diễn nguyên bộ, để Y quán Liễu Gia xin lỗi Tiên Tiên, Sở Trần xin lỗi Tiên Tiên. Đau lòng chết tôi, Tiên Tiên vốn có thể kịp thời xử lý vết thương, lại bởi vì Y quán Liễu Gia cùng Sở Trần, kéo dài đến lúc này, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này Tiên Tiên phải chịu bao nhiêu thống khổ. Tiên Tiên không muốn truy cứu, nhưng chúng ta nhất định phải vì Tiên Tiên mà đòi giải thích. Các anh chị em, đã đến lúc thể hiện sức mạnh của người hâm mộ Tiên Tiên chúng ta rồi. Fan hâm mộ Tiên Tiên bạo động, trước cửa bệnh viện, tiếng phẫn nộ không cách nào kìm hãm, rất nhiều người thậm chí còn trực tiếp muốn xông tới Y quán Liễu Gia để đòi giải thích cho thần tượng của mình. Y quán Liễu Gia dựa vào cái gì mà cự tuyệt trị liệu tay bị thương cho Tiên Tiên? Sở Trần lại tính là cái gì? Những người hâm mộ Tiên Tiên hành động thôi. Tại hiện trường, không ít người lấy điện thoại ra. Thấy thế, Trương Tiên và Hạ Lam nhìn nhau một chút, mục đích của bọn họ đã đạt được. Mọi người ninh tĩnh đừng nóng, đừng kích động. Trương Tiên hô vài tiếng. Tiên Tiên yên tâm, chúng tôi chỉ để cho hắn bị giáo huấn xứng đáng. Y quán Liễu Gia phải xin lỗi, Sở Trần phải xin lỗi. Sở Trần không phải là muốn thông qua cái gọi là chữa bệnh từ thiện để thu hút sự chú ý sao? Fan hâm mộ chúng ta sẽ thành toàn cho hắn đủ nhiệt. Trương Tiên được vệ sĩ hộ tống rời khỏi hiện trường. Nhưng trận phong bạo nhằm vào Sở Trần và Y quán Liễu Gia vừa mới nhấc lên. Lưu Giai Hân, 17 tuổi, người Dương Thành, cô là tan cứng của Trương Tiên, hôm nay là thứ sáu, bình thường, cô hẳn là tan học về nhà, nhưng hôm nay cô cả ngày đều chú ý tin tức của thần thượng Tiên Tiên, quan tâm đến vết thương của thần tượng Tiên Tiên, khi nghe nói Tiên Tiên xuất hiện trước cửa bệnh viện, cô lập tức chạy tới, giờ phút này cũng ở hiện trường. Lưu Giai Hân ngồi ở ven đường, lấy điện thoại ra, tìm được hội mê Tiên Tiên, cô là trưởng nhóm thứ 5 của hội mê Tiên Tiên. Lập tức sửa tin tức, các anh chị em, Tiên Tiên bị bắt nạt, tất cả đều cùng tôi xông lên. Hội mê Tiên Tiên chú ý, chúng ta hiện tại chia làm hai đội tác chiến, ở Dương Thành, nhanh chóng đi tới Y quán Liễu Gia, vây kín Y quán Liễu Gia, để Y quán Liễu Gia xin lỗi Tiên Tiên. Người hâm mộ Tiên Tiên không ở vùng này, chiến trường trên mạng liền giao cho mọi người, đồng tâm hợp lực đưa Sở Trần lên danh sách kiếm nóng, buộc hắn xin lỗi Tiên Tiên. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng. Người hâm mộ Tiên khắp nơi đều lên lưỡi lê, Y quán Liễu Gia, tôi chưa bao giờ nghe qua a. Thứ gì, tôi đi khai thác tư liệu của Sở Trần. Trần Đại Niên, 20 tuổi, khi hội mê Tiên Tiên bạo loạn, hắn đang chơi trò chơi, lúc mấy người bạn tốt liên tiếp tấn công hắn, Trần Đại Niên chuyển sang trang chat. Cái gì, Y quán Liễu Gia cự tuyệt xử lý ngón tay bị thương cho Tiên Tiên. Trần Đại Niên giận tím mặt, mẹ kiếp, Y quán Liễu Gia tính là cái gì, mọi người đến chưa? Nhà tôi ở gần Y quán Liễu Gia, tôi gửi vị trí cho mọi người, tôi đi trước một bước. Trần Đại Niên hùng hổ, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Đại Niên, cháu đi đâu? Một giọng nói già nua. Trần Đại Niên nhìn qua, thần sắc nhu thuận, bà nội, bạn của cháu gọi cháu xuống tầng uống trà sữa. Bà lão khoát tay áo, về sớm một chút. Cháu biết rồi, bà nội. Trần Đại Niên vội vàng xoay người đi ra ngoài. Trần Thị ở khu vực này cũng coi như là nhà giàu, nhưng 90% tài phú sản nghiệp trong nhà đều nằm trong tay ông bà nội, kết quả trực tiếp này là con cháu Trần gia rất hiếu thuận, không có con cháu nào dám bất kính với ông bà nội,
Trần Đại Niên lại bị cha mẹ dặn dò nhiều lần, nghe lời bà nội. Đứa trẻ này thích chạy ra ngoài. Bà lão lắc đầu, ngửi thấy mùi thuốc bắc truyền đến từ phòng bếp, vội vàng đi vào, rất nhanh, một chén thuốc bắc nóng hổi bưng vào phòng. Cuối cùng cũng được rồi, nhanh bưng tới cho tôi uống. Ông cụ ngồi trên xe lăn không thể chờ đợi được, bà lão nhịn không được nở nụ cười, lão già ông, ngay cả uống thuốc cũng tích cực như vậy. Ông lão cười ha ha đáp lại, đương nhiên, đây chính là thuốc sở thần y kê, bệnh phong thấp cũ của tôi vốn đã đau đến hai chân đều phế đi, nhưng lại được sở thần y bàn tay thần diệu một châm, mấy ngày nay tôi cảm giác thân thể rõ ràng chuyển biến tốt, hiện tại đứng lên đi hai bước hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa, thuốc sở thần y kê, mỗi một lần dùng, tôi đều cảm giác thân thể có chuyển biến rõ ràng. Cho nên ông mấy ngày nay vẫn cố giấu tình hình của mình với bọn trẻ, chỉ chờ sau khi hoàn toàn khôi phục cho bọn họ một bất ngờ a. Bà lão vui vẻ, nóng lòng muốn thấy con cháu nhìn thấy hình ảnh ông lão đột nhiên hai chân bước nhanh như bay xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc Trần Đại Niên đi tới cửa y quán Liễu gia đã tụ tập hơn 10 người, đều là gương mặt trẻ tuổi, chặn ở cửa y quán Liễu gia. Bảo người phụ trách y quán Liễu gia ra, cho hội mê tiên tiên chúng tôi một lời giải thích. Trần Đại Niên sải bước đi tới, đồng thời nói với đông đảo hội mê tiên tiên, tôi là Bá Vương Trường Thương. Đây là tên mạng của Trần Đại Niên, thì ra là anh Bá Vương tới rồi. Anh Bá Vương thật trẻ, có anh Bá Vương chấn giữ, y quán Liễu gia rất nhanh không chống đỡ nổi. Ngày càng có nhiều người hâm mộ tiên tiên hội tụ, bảo vệ y quán Liễu gia cố thủ cửa lớn. Phạm Đông Lâm trầm mặt, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trên danh nghĩa, hắn là đội trưởng của đội bảo vệ y tế. Bên ngoài đột nhiên có một đám người, tự xưng là hội mê tiên tiên gì đó. Muốn y quán chúng ta cho bọn họ một lời giải thích. Phạm Đông Lâm vẻ mặt không hiểu, trước tiên tìm hiểu rõ ràng sự tình. Hội mê tiên tiên, hình ảnh video bao vây y quán Liễu gia không ngừng được đăng tải. Làm rất tốt, y quán Liễu gia chột dạ, ngay cả cửa cũng không dám mở. Ha ha ha, các anh em, tôi lập tức xuống tàu điện ngầm, đợi tôi qua. Nhóm 6, vào vị trí. Nhóm 8, vào vị trí. Nhóm 10, vào vị trí. Đám fan hâm mộ tiên tiên hoàn toàn nổ tung. Người hâm mộ tiên tiên có loại cảm giác sắp cao trào tập thể, bọn họ cảm giác mình giống như một đội ngũ, đối với người khiêu khích mình, tiến hành xử trí. Chỉ chỗ, núi lở đất mòn, hội mê tiên tiên ra trận, không có một ngọn cỏ. Hội mê tiên tiên bắt đầu đánh lên mười mấy chữ này. Trước cửa bệnh viện, ngón tay Lưu Giai Hân đều đánh đến mức đau nhức. So với tiên tiên chịu ủy khuất, tôi đây là cái gì? Chiến ý của Lưu Giai Hân rất cao, vì thần tượng, cố lên, thêm nửa tiếng nữa, điện thoại xuất hiện cảnh báo pin quá thấp. Lưu Giai Hân vốn định mượn một cái sạc gần đó, nhưng nhìn thoáng qua thời gian, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định về nhà. Nhà cô tuy rằng cũng ở Dương Thành, cách y quán Liễu gia chưa đến một giờ lộ trình, nhưng cô cũng không có ý định đi qua, bên kia y quán Liễu gia có anh Bá Vương trấn giữ là đủ rồi, sở trường của cô là tác chiến trên mạng. Lưu Giai Hân phải phát huy hết sức chiến đấu của mình. Chạy vội về nhà, khi sắp đến cửa nhà, trong nhóm có tin tức truyền đến. Lên rồi, đề tài sở trần xin lỗi tiên tiên đã vọt lên top 10 hot search, đã còn rất mãnh liệt. Lưu Giai Hân mỉm cười, đẩy cửa vào phòng, miệng đồng thời khẽ hừ, chỗ chỉ, núi lở đất mòn, hội mê tiên tiên ra trận, không một ngọn cỏ. Trong phòng, thanh âm của người phụ nữ trung niên vang lên, hân hân. Hôm nay sao lại trễ như vậy mới trở về, mau rửa tay, mẹ chuẩn bị đồ ăn khuya cho con, thuận tiện nói cho con một chuyện, không cần đâu. Lưu Giai Hân nhanh chóng chạy về phòng mình, bùm một tiếng, cửa phòng đóng lại, khóa chặt. Chiến đấu đang đến đỉnh điểm, cô cũng không thể rớt dây xích. Ăn cơm cái gì, nào có thể quan trọng bằng đòi công đạo cho thần tượng. Ngoài cửa phòng, Tiêu Như nhướng mày, vừa định đi qua gõ cửa, Lưu Quốc Lân ngồi trên xe lăn giơ tay lên. Ngán cản Tiêu Như, thuốc sắp xong chưa, cho tôi uống, tôi lại cùng Hân Hân nói chuyện. Trạng thái cùng với cách nói chuyện của Lưu Quốc Lân so với ban ngày lưu loát hơn không ít. Đứa nhỏ này, vốn rất nghe lời, nhưng sau khi anh xảy ra chuyện, Tiêu Như thở dài một tiếng, nó ngược lại đột nhiên nổi loạn, hiện tại càng ngày càng quá đáng. Lưu Quốc Lân cười khổ, trách tôi, khi con lớn lên cần quan tâm nhất, lại ngã xuống. Thực tế, con đã mong đợi, tôi có thể đứng lên một lần nữa. Nửa giới giải trí người tiến vào chính là tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Trần, họ Chu. Giám đốc Chu, Hạ Lam và Trương Giai đều vội vàng đứng lên. Trương Giai bây giờ nhân khí như mặt trời ban ngày,
nhưng trong tay giám đốc Chu nắm giữ tài nguyên gần như toàn bộ giải trí tinh trần, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Trong giới giải trí, cho dù là nghệ sĩ đỉnh cấp, có hai loại người sẽ thường xuyên tiếp xúc nhưng không dám dễ dàng đắc tội, một là lãnh đạo cấp cao nắm trong tay tài nguyên của công ty, hai là nhà giàu. Đương nhiên, với sự nổi tiếng của Trương Giai bây giờ, giám đốc Chu cũng sẽ kính trọng cô ba phần. Giám đốc Chu chỉ nghe nói Trương Giai trễ như vậy còn ở công ty ngồi, đồng thời cũng nói đến chuyện Trương Giai đang nhận bộ phim này. Cố lên đi, trước khi giám đốc Chu rời đi, sau khi bắt tay Trương Giai, mỉm cười nói, đúng rồi, nghe nói trên Weibo lại náo ra chút động tĩnh. Trương Giai bất đắc dĩ giơ tay lên, fan cứ thích làm lớn, hết cách rồi. Giám đốc Chu cười, đừng chậm trễ quay phim là được rồi, nhà đầu tư của bộ phim này đầu tư rất lớn, nhất định sẽ gây ra phản ứng rất lớn, cô phải nắm chắc cơ hội. Không vấn đề gì, Trương Giai tràn đầy tự tin. Sau khi giám đốc Chu rời đi, Hạ Lam nhất thời hưng phấn, Giai Giai, quản lý Chu muộn như vậy đột nhiên tới nhắc tới chuyện này, chứng tỏ nhà đầu tư thật sự có thể sẽ tăng thêm số tiền đầu tư, đây chính là chuyện tốt lớn a. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ, thực lực của em đã được công nhận. Trương Giai cười, đương nhiên. Sau khi ngồi trỏ, lại sofa, Trương Giai cầm lấy điện thoại, cập nhật một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì về Sở Trần và Y Quán Liễu gia. Bọn họ là ồ còn có thể bình tĩnh. Giám đốc Chu nói rất đúng, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, đừng ảnh hưởng đến tâm tình quay phim của em. Trương Giai suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm nói, xem ra, em phải thêm dầu vào lửa. Vài phút sau, Weibo lại nổ tung. Tiêu Dương là một quần chúng ăn dưa kỳ cựu, trước khi hội mê tiên tiên bạo động, hắn bắt đầu chú ý toàn bộ sự việc, hơn nữa thu thập tư liệu hai bên, luôn chú ý đến hướng đi của sự việc. Mặc dù hiện tại xuất hiện tình huống nghiêng về một bên, nhưng trong lòng Tiêu Dương cảm giác sự việc còn có thể có đảo ngược, bởi vì hắn tra cứu lượng lớn thông tin phát hiện, Sở Trần dưới ngòi bút phê phán của hội mê tiên tiên không phải người bình thường, thân là con rể ở rể Tống gia Thiền Thành. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần ở Dương Thành lật tay thành mây, nhân vật như vậy, làm sao có thể ngay cả một chút giấy dụa cũng không có liền khuất phục hội mê tiên tiên. Tiêu Dương một mực chờ mong Sở Trần phản kích, hắn cũng chú ý Weibo của nhân vật liên quan đến Y Quán Liễu gia, nhưng sự việc xảy ra đến bây giờ, mấy giờ trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì. Sở Trần có thể xuất một chiêu lớn A, Tiêu Dương gửi một tin nhắn trong nhóm, tên nhóm cũng đơn giản và thô bạo, nhóm ăn dưa. Niềm vui hàng ngày của nhóm bạn là xem, ăn dưa, làm không biết chán. Rất nhanh liền có người đi ra phản bác Tiêu Dương, Sở Trần tuy rằng ở một số lĩnh vực đạt được thành tựu nhất định, nhưng ở Weibo này, có mấy người có thể so với Trương Tiên. Tôi đồng ý, Sở Trần không phải không phản kích, là căn bản không có cách nào phản kích. Có một nói một, trên Weibo này, Trương Tiên chính là vương giả, mặc dù người hâm mộ của cô không phải là nhiều nhất, nhưng lại là hoạt động tích cực nhất. Dưa mới đang đến, mọi người mau đi vây xem Weibo của Lưu Lực Thịnh công khai nói lời ủng hộ Trương Tiên. Vô số cư dân mạng đã đến góp vui. Lưu Lực Thịnh, có người luôn cảm thấy nghệ sĩ không thể có đãi ngộ giống như người thường, nghệ sĩ bị thương phải tự xử lý, nghệ sĩ ngã xuống đất nhất định phải tự đứng lên, nhưng chúng ta cũng là người bình thường, chúng ta bị thương, cũng cần được chữa trị kịp thời. Hành vi từ chối điều trị cho Trương Tiên của một y quán nào đó, tôi cảm thấy phân biệt đối xử với nghệ sĩ. Một hòn đá khuấy động 1.000 lớp sóng, chiến tranh lan rộng đến tất cả các công ty trong làng giải trí. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, không ít nghệ sĩ minh tinh phảng phất như đã hẹn trước, đều nhao nhao đứng ra, chỉ trích Y Quán Liễu gia, chỉ trích Sở Trần. Đa số đều là nghệ sĩ thế hệ mới, quan hệ với Trương Tiên không tồi. Đương nhiên, cũng có người không có quan hệ với Trương Tiên, nhưng cũng chủ động đăng Weibo, phát ra tín hiệu thân thiện với Trương Tiên. Tiêu Dương choáng váng. Giờ khắc này hắn có loại cảm giác, Sở Trần, Trương Tiên, Liễu gia y quán ba bên đang đấu với địa chủ. Trương Tiên là địa chủ, là một chọi ba. Sở Trần, phải xin lỗi. Liễu gia y quán, phải xin lỗi. Trương Tiên, vua nổ. Đúng vậy, đợt sóng trước mắt này, trong mắt mọi người, chính là thao tác của vua nổ. Cái này, Sở Trần lập tức đắc tội nửa giới giải trí. Tiêu Dương thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần. Dưa hôm nay, ăn no quá làn sóng 666 này. Tiêu Dương, anh còn nói Sở Trần đang ra chiêu lớn sao? Ngay cả tôi cũng không nghĩ tới, sức hấp dẫn của Trương Tiên trong giới giải trí đã đến nước này, hoàn toàn không thua kém siêu sao A. Tiên Tiên nhà chúng ta chính là siêu sao tương lai. Nhóm ăn dưa trộn lẫn với fan của Trương Tiên.
Tiêu Dương trực tiếp đá hắn ra ngoài. Cũng không phải Tiêu Dương đứng về phía Sở Trần, mà là ăn dưa, có thể có phỏng đoán, nhưng phải vĩnh viễn bảo trì trung lập. Nếu có vi phạm, giết chết bất luận tội. Weibo của Trương Tiên đã đẩy toàn bộ sự việc lên cao trào. Trương Tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, mặc dù một chút tai nạn đã xảy ra, nhưng khiến tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn. Tôi cũng yêu bạn trái tim lúc này. Hot search Weibo đa là đề tài, Sở Trần xin lỗi Trương Tiên. Vô số người đều đang chờ đợi Sở Trần đáp lại. Khách sạn Hoa Đằng, Trương Giai đăng Weibo rồi. Liễu Thiên Thiên hô to, sau đó cất một tiếng, thật ghê tởm. Tôi vừa đột nhiên phát hiện ra, lại có một chủ đề khác liên quan đến anh xuất hiện trên tìm kiếm thịnh hành. Liễu Mạn Mạn nhìn Sở Trần. Sở Trần đắc tội với một nửa giới giải trí, điều này đã nâng chuyện của Sở Trần này lên một tầm cao khác. 30 bệnh nhân được khám bệnh từ thiện ngày hôm nay, dường như không có người nào lên tiếng. Liễu Tông Hạo nhỏ giọng mở miệng. Liễu Khai Hồng trầm mặc. Điều này khiến ông có chút nghi ngờ, Sở Trần làm như vậy, có đáng không? Sở Trần uống xong ly rượu, đứng lên, đi thôi, cả thế giới đều đang chờ chúng ta trả lời, chúng ta cũng đã đến lúc đáp lại một chút. Trả lời ở đâu, đáp lại như thế nào? Liễu Thiên Thiên theo bản năng hỏi. Hiện tại nơi truyền thông Dương Thành nhiều nhất chính là trước cửa y quán Liễu gia. Trần mỉm cười, liền đến y quán Liễu gia, về phần đáp lại như thế nào? Sự thật là gì, nhưng, có tác dụng không? 30 bệnh nhân hôm nay, không ai lên tiếng, Liễu Mạn Mạn lo lắng. Có tác dụng hay không làm mới biết. Sở Trần dẫn đầu đi ra ngoài. Đám người Liễu Khai Hồng Cung lập tức đuổi theo. Nếu cơn bão đã ập đến, không thể tránh khỏi, chỉ có đối mặt. Sở Trần chính là không xin lỗi, tôi ngược lại muốn xem bọn họ có thể như thế nào. Liễu Thiên Thiên hừ hừ đuổi theo Sở Trần, mặc kệ bình thường muốn đầu độc Sở Trần bao nhiêu, giờ khắc này cô cùng Sở Trần có chung kẻ thù. Ngay sau khi đám người Sở Trần đi ra khỏi khách sạn lên xe, Hội Mê Tiên Tiên đột nhiên có tin tức. Có người nhìn thấy Sở Trần cùng người của Liễu gia y quán đi ra ngoài ở khách sạn Hoa Đằng. Truy lùng Sở Trần, bắt hắn xin lỗi. Trong phòng, thần sắc Lưu Giai Hân phấn chấn đến cực hạn, bận rộn cả đêm, Sở Trần rốt cục xuất hiện, vậy có nghĩa là, bọn họ cách thắng lợi không xa. Ba ba ba, hai tay Lưu Giai Hân 10 ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Bên ngoài phòng, Tiêu Như cầm điện thoại, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ. Quá đáng, fan của Trương Tiên quả thực vô pháp vô thiên, bọn họ dựa vào cái gì chỉ trích Sở Thần Y, còn bắt Sở Thần Y xin lỗi Trương Tiên. Chỉ vài phút trước, Tiêu Như cầm lấy điện thoại, phát hiện mình bị kéo vào một nhóm. Người trong nhóm, chính là 30 bệnh nhân và người nhà hôm nay Sở Trần tiếp nhận khám bệnh. Mẹ của đứa trẻ tự kỷ, tôi và đứa trẻ đã đến cửa của y quán. Người thanh niên xương cốt rời vị, tôi còn có 5 phút đến chiến trường, tôi dẫn theo mười mấy người, bọn họ dám gây bất lợi cho Sở Thần Y, tôi liền cùng bọn họ liều mạng. Người phụ nữ bị bệnh đau đầu hành hạ nhiều năm, tôi cũng sắp tới rồi, vừa rồi chuẩn bị lấy dao nhà ra, bị con trai tôi cướp, tôi nhặt một viên gạch ven đường. Sở Thần Y khám bệnh miễn phí cho chúng ta hy vọng, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đám danh con này bạo hành cậu ấy trên mạng. Trần lão gia tử nổi giận đùng đùng, ngoại trừ một đứa cháu trai buổi tối không biết chạy đi đâu ra, cả nhà tôi hiện tại đều đang trên đường chạy tới y quán Liễu gia. Đi, chúng ta cũng xuất phát. Lưu Quốc Lân run giọng nói, chúng ta phải đúng lương tâm của mình, càng phải để cho Liễu Thần Y nhìn thấy, người tốt, hẳn là nhận được điều tốt. Không sai, chúng ta đi thôi. Tiêu Như đẩy xe lăn, gọi Hân Hân, cùng đi. Xe lăn vừa mới đi tới cửa phòng Lưu Giai Hân, còn chưa kịp gõ cửa. Trong phòng liền truyền ra thanh âm vô cùng hưng phấn của Lưu Giai Hân, chỉ chỗ, núi lở đất mòn, Hội Mê Tiên Tiên ra trận, không có một ngọn cỏ, mọi người xông lên a, tối nay Sở Trần không xin lỗi, chúng ta không ngủ. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa làm gián đoạn Lưu Giai Hân. Lưu Giai Hân nhíu mày, 10 ngón tay vẫn đang gõ bàn phím. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa càng thêm mạnh mẽ. Mở cửa ra, một thanh âm giận dữ hét lớn. Lưu Giai Hân sửng sốt một chút, nhìn cửa lớn. Đó là, giọng nói của cha. Lưu Giai Hân nhảy dựng lên. Cô nghe thấy rất rõ. 3 năm rồi, giọng nói của cha chưa bao giờ rõ ràng như vậy vì ảnh hưởng của bệnh tật. Chẳng lẽ bệnh tình của ba đã chuyển biến tốt hơn? Lưu Giai Hân kích động xông tới mở cửa cha. Xe lăn nằm gần đó. Ánh mắt Lưu Giai Hân trước tiên dừng trên người cha. Ánh mắt phát sáng, thần thái khuôn mặt của cha rõ ràng so với ngày thường mình nhìn thấy tốt hơn nhiều. Đối với Lưu Giai Hân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một niềm vui bất ngờ.
Đêm nay thật sự xong hỉ lâm môn, Lưu Giai Hân nắm lấy tay cha, cha, trông cha bố có vẻ tốt hơn nhiều. Tiếu Như trầm mặt, Hân Hân, con vừa trở về liền nhốt mình ở trong phòng làm cái gì? Lưu Giai Hân hàm hồ trả lời, không có gì, liền lên mạng. Mẹ và cha con vừa nghe thấy con nói cái gì Sở Trần không xin lỗi, chúng ta không ngủ được là chuyện gì? Tiêu Như hỏi, Lưu Giai Hân chỉ có thể thành thật trả lời, chính là có một người tên Sở Trần, khi dễ Giai Giai chúng con, tối nay chúng con vì muốn đòi lại công bằng cho Giai Giai, lên tiếng phê phán Sở Trần. Dù sao cụ thể nói với hai người cũng không hiểu, hai người lại không chơi Weibo. Ta thực sự không hiểu a. À. Hai tay Lưu Quốc Lân có chút run rẩy, Tiêu Như, em cầm cho anh một cây gậy tới đây. Sắc mặt Tiêu Như biến đổi mạnh mẽ, Quốc Lân, con còn không hiểu chuyện, tuy rằng nó có sai, cầm tới đây. Lưu Quốc Lân tức giận quát, giờ phút này Lưu Quốc Lân tựa như một con sư tử được tức giận. Tiêu Như không dám nói gì nữa, chỉ có thể xoay người. Lưu Giai Hân ngây ngẩn cả người, phát âm của cha quả thật rõ ràng rất nhiều, nhưng tại sao cha lại cầm gậy? Cha, con làm gì sai? Lưu Giai Hân hỏi ngược lại, phản nghịch trong lòng nhất thời dâng lên, con cổ vũ cho thần tượng của mình, chỉnh đốn một kẻ lừa đảo vô nhân với chiêu bài chữa bệnh từ thiện, để nổi tiếng, có gì sai? Cha lại muốn dạy dỗ con bằng những suy nghĩ của thế hệ cũ của mình sao? Lên mạng không phải là xấu, ít nhất, sự đoàn kết, gắn kết giữa những người hâm mộ tiên tiên của chúng con, là một năng lượng tích cực. Đối mặt với tiếng la hét của con gái mình, Lưu Quốc Lân vẫn im lặng, không trả lời. Sau khi Lưu Giai Hân hét lớn, nhìn cha ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi biến ảo một chút, cũng không lên tiếng nữa. Hai cha con, một người ngồi trên xe lăn, một người đứng trước xe lăn, đều duy trì trầm mặc. Tiêu Như cầm cây gậy tới, Lưu Quốc Lân đưa tay cầm lấy. Thấy một màn này, Lưu Giai Hân cảm thấy lòng mình sụp đổ, theo bản năng hét lớn, hôm nay cha chính là đánh chết con cũng không sai. Tay Lưu Quốc Lân run rẩy đè tay vịn hai bên xe lăn. Chậm rãi đứng lên, thần thái của Lưu Giai Hân trong nháy mắt ngưng động lại. Nhìn cha mình một cách đáng kinh ngạc, cho đến khi cha đứng trước mặt mình, Lưu Giai Hân đều có cảm giác như đang nằm mơ. 3 năm rồi, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cha mình đứng trước mặt mình một lần nữa. Cảnh tượng này, cô bé đã nhìn thấy hơn một lần trong giấc mơ. 3 năm trước, sau khi cha cô bé gặp tai nạn, tên mạng của Lưu Giai Hân đã được đổi thành kỳ tích. Cô bé hy vọng rằng, trên thế giới có kỳ tích. Thời gian trôi qua từng ngày, hy vọng của kỳ tích cũng dần dần xa vời, nhưng giờ khắc này, hình ảnh mơ thấy vô số lần, lại xuất hiện tại loại cảnh tượng này. Trong nháy mắt này, Lưu Giai Hân có loại cảm giác luống cuống tay chân. Một mặt, cô bé phải duy trì tôn nghiêm, kiêu ngạo, lập trường của mình, kiên quyết không lùi lại nửa bước. Mặt khác, cha đứng dậy, đó là một khoảnh khắc đáng để ăn mừng, bây giờ cô bé nên ôm cha mình. Lưu Giai Hân ngơ ngác bất động. Lưu Quốc Lân không đợi cô bé phục hồi tinh thần lại, liền chậm rãi giơ cây gậy trong tay lên. Ánh mắt Tiêu Như có đau lòng, thế nhưng, lúc này, cô không có đi ngăn cản. Lưu Quốc Lân giơ gậy lên cao, nhìn Lưu Giai Hân, ánh mắt bắt đầu khởi động lửa giận, thân thể bệnh lâu ngày suy yếu, nhất là trên mặt thoạt nhìn hai mắt có chút lõm xuống, khuôn mặt vàng nhợt nhạt, nhưng hiện tại khiến người ta có cảm giác, lại cực kỳ uy nghiêm. Nuôi không dậy, lỗi của cha. Cây gậy trong tay Lưu Quốc Lân hung hăng đánh xuống. Ba, Lưu Giai Hân ngây dại, thân thể cuộn mình như điện giật. Một gậy này đánh vào đùi Lưu Quốc Lân, hắn cơ hồ dùng hết khí lực, cái chân tàn phế này 3 năm vừa mới khôi phục một chút cảm giác, đương nhiên không chịu nổi, Lưu Quốc Lân trực tiếp ngã xuống đất, đồng thời quát tôi không xứng đứng lên. Lưu Giai Hân lập tức mơ mơ không biết nên làm gì. Quốc Lân, Tiêu Như ngồi xổm xuống đỡ lấy Lưu Quốc Lân, nước mắt không ngừng chảy ra. Ngẩng đầu nhìn Lưu Giai Hân, con có biết bệnh của cha con là ai chữa khỏi không? Chính là vị lừa đảo mua danh chuộc lợi trong miệng con, Sở Trần. Thanh âm giống như sấm sét bổ vào người Lưu Giai Hân. Lưu Giai Hân lảo đảo lui về phía sau một bước, môi không ngừng run rẩy, không thể tin nhìn Tiêu Như. Trong mắt Tiêu Như rưng rưng, cha con bị phế 3 năm, thật vất vả mới gặp được quý nhân, con có biết vì sao Sở Trần cự tuyệt xử lý vết thương trên ngón tay cho Trương Giai không? Bởi vì có mấy chục bệnh nhân như ha con, đang chờ Sở Trần đi chữa trị, hôm nay Sở Trần chỉ châm cứu cho cha con một lần, cha con liền đứng lên, vốn định chờ con về nhà chia sẻ tin tức tốt này với con, nhưng con Tiêu Như tức giận đến cả người phát run. Lưu Quốc Lân lúc này cũng ngã ngồi trên mặt đất, Lưu Giai Hân hoàn toàn ngây dại, Sở Trần đã cửu cha cô,
Vậy chữa bệnh từ thiện bị hội mê tiên tiên của bọn họ công kích là không đáng một đồng, thế nhưng đã cứu cha cô. Trong đầu Lưu Giai Hân nhanh chóng hiện lên một loạt thao tác, công kích, thậm chí là nhục mạ Sở Trần, hai tay Lưu Giai Hân không ngừng run rẩy. Tiêu Như, đỡ tôi dậy. Lưu Quốc Lân chậm rãi nói, em nói đúng, con gái không hiểu chuyện, tôi phải tự mình đi xin lỗi Sở Trần. Tiêu Như dùng sức ôm lấy Lưu Quốc Lân. Lưu Giai Hân rốt cục phục hồi tinh thần, xông lên hỗ trợ. Một lần nữa Lưu Quốc Lân ngồi trở lại xe lăn, đôi mắt Lưu Giai Hân đã đầy nước mắt, quỳ gối trước mặt Lưu Quốc Lân, ôm lấy hai chân của hắn, cha, con sai rồi, con biết sai rồi. Lưu Giai Hân lần này trực tiếp khóc thành nước mắt, trong khoảnh khắc cha đánh vào đùi mình, Lưu Giai Hân hiểu được một chút. Trương Tiên, chỉ là người qua đường trong cuộc sống của cô mà thôi, cha, mới là người thân cả đời của cô. Con không cần bất cứ điều gì, con chỉ cần cha có sức khỏe tốt. Lưu Giai Hân ôm hai chân Lưu Quốc Lân, khóc lóc nói, con cũng sẽ nhận sai với Sở Trần, cha tha thứ cho con được không? Hốc mắt Lưu Quốc Lân cũng có nước mắt, nhưng vẫn cố nén, khuôn mặt toát ra nụ cười, vuốt ve mái tóc Lưu Giai Hân, tiểu công chúa nhà ta, luôn giỏi nhất. Lưu Giai Hân bật khóc vì cười. Hai phút sau, trong các hội mê tiên tiên, Kỳ Thích gửi tin tức lên nhóm, 3 năm trước, cha tôi bị trúng gió liệt nửa người, phải ngồi trên xe lăn. Tôi đã thay đổi tên mạng của riêng mình thành Kỳ Tích, đó là bởi vì, tôi tin rằng một ngày nào đó, Kỳ Tích sẽ xuất hiện, cha tôi có thể đứng lên một lần nữa. Mọi người trong các đám hội mê tiên tiên đều ngây ngẩn cả người. Kỳ Tích là fan hâm mộ lâu năm, quản lý trong nhóm, cốt lõi. Bởi vì sức chiến đấu báo cáo, được rất nhiều người ủng hộ, hoàn cảnh gia đình cô rất nhiều người đều biết. Chỉ là không rõ, vì sao ngay khi hội mê tiên tiên phát động tổng công kích với Sở Trần. Kỳ Thích bỗng nhiên nói ra những lời như vậy. Kỳ Thích mà tôi chờ đợi đã xuất hiện. Ngay hôm nay, một buổi khám bệnh từ thiện tại y quán Liễu Gia, cha tôi gặp được quý nhân lớn nhất đời này, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, cha tôi đã đứng lên, quý nhân của cha tôi, ân nhân của cả nhà chúng tôi, tên là Sở Trần. Tôi đại diện cho bản thân tôi, xin lỗi Sở Trần. Tôi không biết mọi người sẽ làm gì, nhưng từ thời điểm này trở đi, tôi tuyên bố, Kỳ Thích, offline. Trong nháy mắt gõ bàn phím gửi tin nhắn ra ngoài, Lưu Giai Hân có loại cảm giác như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Một hơi loại bỏ tất cả người trong hội mê tiên tiên. Con bỗng nhiên cảm thấy, như vậy ngược lại là thoải mái. Lưu Giai Hân cũng không nghĩ tới mình lại có loại cảm giác này, bình thường một phút cô không lướt một chút tin tức về Trương Tiên đều cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng hiện tại, Lưu Giai Hân đi tới sau lưng xe lăn, chủ động đẩy xe lăn lên, đi thôi, cha. Sở Trần hẳn là sẽ xuất hiện trước cửa y quán Liễu Gia, chúng ta cùng nhau đi qua, con phải xin lỗi Sở Trần. Tiêu Như vội vàng lau nước mắt, lộ ra nụ cười. 2 năm nay, mức độ theo đuổi thần tượng của con gái càng ngày càng điên cuồng, Tiêu Như không chỉ một lần khuyên bảo, nhưng mỗi một lần khuyên bảo đều có hiệu quả ngược lại. Không nghĩ tới, hôm nay, Sở Trần chữa trị khỏi, không chỉ có Lưu Quốc Lân, còn có con gái Lưu Giai Hân của bọn họ. Một nhà ba người nhanh chóng đi ra ngoài. Mà thao tác trước khi Kỳ Thích lockout này, giống như đạn pháo đập vào trong đầu hội mê tiên tiên. Nếu như người khác nói chữa bệnh từ thiện tốt bao nhiêu, bọn họ khẳng định trước tiên liền khiển trách phản bác, thậm chí trực tiếp đội mũ kẻ lừa gạt cho người nọ. Nhưng nói ra những lời này, là Kỳ Thích, quá nhiều người trong số họ biết về thân thế của Kỳ Thích. Kỳ Thích ao nhóm rồi, cô ấy có phải bị hack tài khoản không? Tôi vừa mới gọi điện thoại cho Kỳ Thích xác nhận qua, cô ấy nói, là thật. Kỳ Thích cùng người nhà cô ấy đến y quán Liễu Gia, chuẩn bị xin lỗi Sở Trần. Mẹ kiếp, kẻ phản bội Kỳ Thích này. Nếu như Kỳ Thích nói là thật, như vậy chữa bệnh từ thiện này của Sở Trần, ý nghĩa lớn nào a? Cho dù hắn không dành thời gian xử lý những chuyện khác, về tình cũng có thể lượng thứ. Cái rắm, cha của Kỳ Thích quan trọng bằng tiên tiên sao? Nói một câu rất chân thật, một ngón tay của tiên tiên đều quan trọng hơn một mạng của cha Kỳ Thích. Sao anh lại nói vậy? Giữ lại chút đức đi, các nhóm hội mê tiên tiên tràn ngập các loại đối thoại. Những lời nói trước khi Kỳ Thích rời đi, khiến hội mê tiên tiên chia làm hai phái, mỗi người mỗi ý, cãi nhau. Trước cửa y quán Liễu Gia, hội mê tiên tiên tụ tập ngày càng nhiều. Trần Đại Niên trở thành nhân vật hàng đầu trong bọn họ, giờ phút này đang nhiệt huyết phương cương, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, các người trốn tránh đều vô dụng, mở cửa y quán, thoải mái đứng ra, thừa nhận sai lầm của các người. Hội mê tiên tiên chúng tôi là đội ngũ có tố chất, sẽ không thô lỗ với các ngươi. Còn nữa, dẫn kẻ lừa gạt của các người đi,
đứng ở chỗ này làm đồ triển lãm, sẽ không sợ cười rụng răng to của chúng tôi sao? Hội Mê Tiên Tiên phía sau cười to, anh bá vương uy vũ, anh bá vương, nể hắn, đám người lừa gạt này, thật sự cười chết tôi rồi, lại đều nói bệnh của mình bởi vì Sở Trần trị liệu được chuyển biến rõ ràng, nếu như tôi nhớ không lầm, chữa bệnh từ thiện là chiều nay a, thật sự cho rằng Sở Trần là thần y. Kẻ lừa gạt này thực sự không đáng tin cậy. Trần Đại Niên nở nụ cười, theo bản năng cầm lấy điện thoại, có mấy cuộc gọi nhớ, có cha mẹ, có ông bà nội, Trần Đại Niên suy nghĩ một chút, không lập tức gọi điện thoại, dù sao hiện tại hắn đang làm chuyện lớn. Trần Đại Niên tiện tay mở diễn đàn ra, thấy không ít người cãi nhau, theo bản năng nhướng mày, đừng cãi nhau nữa, Sở Trần lập tức đến y quán, các anh em nhớ kéo dài hỏa lực trợ giúp. Sau khi rể lại một câu, Trần Đại Niên bỏ điện thoại vào trong túi, nghe thấy đám người có người hô to, xe của y quán Liễu gia xuất hiện ở ngã tư, nghe nói Sở Trần cũng ở trong xe. Trần Đại Niên nhất thời lấy lại tinh thần, súng thép cả đêm, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất của vòng chung kết. Kẻ địch cầu thả cũng sẽ bị vòng độc đuổi theo mà hiện ra chân thân. Trần Đại Niên âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn được kỳ vọng rất lớn, trận chiến tối nay, hắn muốn cho tên bá vương vang vọng hội Mê Tiên Tiên. Gần như cùng một lúc, công ty giải trí Tinh Trần, giám đốc Chu Tâm Tình không tệ, khẽ hát một câu tan tầm, trong tay xách một cái túi, nhớ tới nghệ sĩ nhỏ đã chủ động mở phòng chờ hắn đi qua, nhịn không được một trận nhiệt huyết dâng lên, sải bước đi ra bên ngoài. Đột nhiên, bước chân giám đốc Chu dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Người đàn ông trung niên mặc vest dày ra từ bên ngoài đi vào. Giám đốc Chu vội vàng đi lên, Chủ tịch Dương, sao ngài lại đến muộn như vậy? Người tới là chủ tịch công ty giải trí Tinh Thần, Dương Học Minh. Khuôn mặt Dương Học Minh hơi hiểu âm trầm, vừa vặn cậu ở chỗ này, cùng tôi lên phòng làm việc một chuyến. Trong lòng giám đốc Chu nghẹn lại, không phải là bí mật của nữ nghệ sĩ mà mình âm thầm phân phối tài nguyên cho một nữ nghệ sĩ đáp ứng bằng thù lao đã bị chủ tịch Dương biết chứ. Không dám hỏi nhiều, giám đốc Chu vội vàng đi theo Dương Học Minh. Nhanh chóng đến phòng làm việc cấp cao nhất, Dương Học Minh không đợi giám đốc Chu ngồi xuống. Trực tiếp phung tay lên, cậu gọi điện thoại cho Trương Giai tới đây. Trương Giai, giám đốc Chu sửng sốt, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chủ tịch Dương buổi tối tới đây, không phải vì chuyện của hắn. Vậy thì không sao rồi. Giám đốc Chu lập tức gọi điện thoại cho Trương Giai còn ở công ty vẫn chưa rời đi, không đến 2 phút đồng hồ, dưới sự đồng hành của Hạ Lam, Trương Giai gõ cửa đi vào phòng làm việc của Dương Học Minh. Chủ tịch Dương, chào buổi tối. Khuôn mặt Trương Giai mỉm cười, như gió xuân. Sau khi tin tức sau được nói ra, tôi hy vọng cô vẫn có thể cười. Dương Học Minh thản nhiên nói, nhà đầu tư, Chiến Quốc Vô Song, vừa mới thông báo cho tôi, bộ phim này, bọn họ quyết định rút vốn. Nụ cười trên khuôn mặt Trương Giai nhất thời ngưng động lại, trước cửa y quán Liễu gia. Chiếc xe từ từ dừng lại, trong nháy mắt Sở Trần xuống xe, hội Mê Tiên Tiên nhất thời điên cuồng, thanh âm như sấm. Sở Trần, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, Trần Đại Niên hô to, lớn tiếng, đồng thời huy động cánh tay của mình, tính phối hợp điều chỉnh của cả người rất tốt, khiến Trần Đại Niên lập tức tiến vào trạng thái. Đột nhiên có người kéo cánh tay Trần Đại Niên một chút. Trần Đại Niên không để ý tới, tiếp tục vung tay hô to. Người nọ lại lôi kéo Trần Đại Niên. Trời ơi, người nào a? Trần Đại Niên quay đầu lại, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Ông nội, bà nội, cha, mẹ. Bác, chú, thím, em họ, anh họ, đều là người thân. Trần Đại Niên bỗng nhiên có loại cảm giác nước mắt lưng tròng. Lớn như vậy, lần đầu tiên bởi vì một chuyện, toàn gia tộc cùng nhau xuất động ủng hộ hắn. Đứng đằng sau hắn, trở thành hậu thuẫn cứng rắn nhất của hắn. Cha, mũi Trần Đại Niên chua xót, kích động vô cùng, dang rộng hai tay, muốn ôm thật chặt người cha già của mình. Cha Trần vung tay lên, cho Trần Đại Niên một cái bạt tai vang dội. Lão tử không có đứa con trai như ngươi. Trần Đại Niên sửng sốt, che mặt mình lại, ngỡ ngàng, một lúc lâu sau, nước mắt tràn ra. Hắn đường đường là bá vương, thế nhưng trước mặt đông đảo hội Mê Tiên Tiên bị đánh vào mặt. Ngay cả khi người này là cha hắn, điều đó là không thể chấp nhận được. Trần Đại Niên sử dụng tuyệt chiêu, ủy khuất nhìn về phía mẹ Trần, mẹ, ba. Trần Đại Niên lại bị tát một cái. Lần này, không chỉ có Trần Đại Niên sửng sốt, mà ngay cả đông đảo hội Mê Tiên Tiên cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu như những người khác đến động thủ với bá vương, đám thanh niên nhiệt huyết phương cương bọn họ căn bản không sợ,
tuyệt đối sẽ đồng loạt xông lên, nhưng những người trước mắt này, là người thân của bá vương, không ai dám nhúng tay vào. Mình đã làm gì sai? Trần Đại Niên nhìn về phía bà nội, nước mắt lấp lánh, bà nội, ba. Một cú tát lớn từ bà nội, Trần Đại Niên không phục, dựa vào cái gì đánh mình, nhà này, chỉ có ông nội là yêu mình. Trần Đại Niên nhìn ông nội Trần đứng lên, tát Trần Đại Niên ngã xuống đất, Trần gia không có con cháu như ngươi. Mấy người Sở Trần đã xuống xe đi tới vừa vặn nhìn thấy một màn này. Liễu Thiên Thiên hít một hơi khí lạnh, hay thật, bị hai thế hệ đánh song song, quả thực chính là hiện tượng lạ trăm năm khó gặp. Trần Bá Vương hoàn toàn bị choáng váng, một lát sau, đứng lên, khi ánh mắt dừng lại trên người ông nội Trần, Trần Bá Vương sửng sốt, không thể tin nhìn ông nội Trần, ông nội, ông có thể đứng lên rồi. Nếu như đánh mình có thể để cho ông nội đứng lên, vậy thì tát thêm vài cái đi. Trần Bá Vương cũng là một đứa trẻ hiếu thảo. Trần chờ một chút, Trần Bá Vương cắn răng đi lên trước vài bước, ông nội, ông đánh con đi. Ông nội Trần tức giận, đồ hỗn hào, lại còn không biết hối cải, lại qua tát một cái, còn cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn cha Trần một cái, con đẻ ra thứ gì đây? Cha Trần giật mình, dĩ nhiên nàng cũng trúng đạn, cha Trần tức giận, chỉ có thể đánh Trần Bá Vương lần nữa. Vốn Sở Trần xuất hiện dẫn đến hiện trường cao trào, cứ như vậy đột ngột bị cả nhà này cướp kịch. Ông nội Trần đương nhiên phẫn nộ, tìm cháu trai nửa ngày không thấy người, thế nhưng đi tới y quán Liễu gia, còn dẫn đầu gây sự, nếu ông không hung hăng giáo huấn một trận, quả thực có lỗi với liệt tổ liệt tông Trần gia. Sở Trần đi tới, lão gia tử bình tĩnh chớ nóng, không nên quá kích động, người trẻ tuổi làm việc sẽ có chút kích động, nhưng cũng không đến mức khiến lão nhân gia các người ra tay, để cho cha mẹ Trần kết hợp là được. Tôi cùng ngươi không thù không oán. Tôi khuyên anh không nên xen vào việc của người khác, ánh mắt Trần Bá Vương mang theo uy hiếp trừng mắt nhìn Sở Trần một cái. Còn đây là thái độ gì đối đãi với Sở Thần Y? Cha Trần giận dữ đánh Trần Bá Vương, điểm nổi bật Trần Bá Vương thay đổi đột ngột, trở thành Bá Vương chi thương. Bà nội Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cháu không thấy ông nội cháu đứng lên rồi sao? Ông nội cháu chính là Sở Trần chữa khỏi, cháu muốn nói ông nội cháu cũng là kẻ lừa gạt, cả nhà cháu đều là kẻ lừa gạt. Đi Trần Đại Niên ngây người như phỗng, có loại cảm giác ra trận chưa kịp đánh đã tử vong. Trường đao vừa mới nhấc lên còn chưa kịp bổ về phía Sở Trần, đã bị đè trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên cả gia đình chỉ trích và đánh đập, khiến Trần Đại Niên hoàn toàn choáng váng. Cả gia đình đều là kẻ lừa đảo, không đúng, không phải kẻ lừa đảo. Trần Đại Niên phục hồi tinh thần lại, nhìn ông nội mình, bệnh gút tra tấn nhiều năm, sớm đã đến mức không có cách nào đứng lên. Tối nay lại có thể đứng lên. Bởi vì Sở Trần, Sở Thần Y, ánh mắt Trần Đại Niên đột nhiên nhìn về phía đông đảo người tự xưng là bệnh nhân của Sở Trần đã sớm chạy tới. Người phụ nữ một tay bế con, tay kia cầm gạch. Người thanh niên tức giận không thể cưỡng lại, đứng phía sau có mười mấy người bạn. Chờ đã, bọn họ đều là thật. Trần Bá Vương trầm mặc. Sở Trần đứng ở chỗ cao trước cửa Liễu gia, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, đèn flash của phóng viên truyền thông không ngừng lóe lên. Điên cuồng chụp ảnh. Tôi là Sở Trần, thanh âm Sở Trần rất ôn hòa, lại phảng phất có lực xuyên thấu thật lớn, mỗi người ở đây đều nghe được rõ, nếu tất cả mọi người đều đang chờ tôi đáp lại, vậy thì, hiện tại tôi sẽ đáp lại chuyện xảy ra vào buổi chiều, đúng rồi, lời nói của tôi, cũng đại diện cho lập trường của y quán Liễu gia. Sở Trần dừng lại, tiếp tục nói, chiều nay, tôi ở y quán Liễu gia tiến hành một buổi chữa bệnh từ thiện, tiếp nhận trần trị cho 30 bệnh nhân. Là từ trong vòng một tuần này, trong số bệnh nhân khám bệnh ở y quán Liễu gia, các bác sĩ khác cảm thấy vấn đề tương đối lớn, bệnh nhân tương đối nghiêm trọng lựa chọn ra. Đúng vậy, tôi vốn là số của Liễu Tông Hạo, bác sĩ Liễu sau đó đề cử tôi lên. Người thanh niên xương cốt dịch chuyển lại bổ sung một câu. Không qua được, đúng không, Liễu Tông Hạo mặt đen xuống. Ngay khi chúng tôi chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, Trương Giai xông vào. Sở Trần nhàn nhạt nói, tôi không biết cô ấy dùng thủ đoạn gì ngăn cản bệnh nhân vốn nên tiến vào, thế nhưng, không có quy củ không thành tiêu chuẩn, cho dù cô ấy tiến vào, dựa theo quy củ chữa bệnh từ thiện hôm nay, tôi có quyền cự tuyệt yêu cầu của cô ấy. Huống chi, Sở Trần bỗng nhiên giơ tay Liễu Tông Hạo lên, mọi người nhìn xem. Sở Trần biến diễn ra một con dao, cắt một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay Liễu Tông Hạo. Đây chính là thương tích có thể so sánh với Trương Giai. Ánh mắt Sở Trần đảo qua mọi người, bác sĩ Liễu Tông Hạo của chúng tôi mặt không đổi sắc, bởi vì đây căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với Trương Giai,
lại trở thành bệnh nặng. Tôi muốn biết, là Trương Giai quá mức giả bộ, hay là mọi người quá mức hâm mộ Minh Tinh, mọi người vì ngón tay Trương Giai hơi lột da liền lên mạng, có nghĩ tới, cha mẹ mọi người làm việc, có thể mỗi ngày đều lột da hai tay, lúc mọi người cầm điện thoại điên cuồng hò hét cho Trương Giai, có nghĩ tới, cha mẹ mọi người có lẽ hiện tại đang ở nhà chờ mọi người ăn một bữa cơm không? Theo tôi, các người chính là một đám bỏ đi. Sở Trần cười lạnh, không ít người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chờ đợi chính là lời xin lỗi của Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, lời nói của Sở Trần, đầu tiên là giải thích sự thật, sau đó nói một đạo lý hời hợt, câu cuối cùng tức giận kết luận. Trần Bá Vương kinh hãi, Sở Trần này, thật có khí phách. Nếu như trước khi người trong nhà xuất hiện, Trần Bá Vương nhất định sẽ cố chấp hận Sở Trần, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ông nội đứng lên, cùng với bệnh nhân đứng ở phía trước, Trần Bá Vương cảm giác cổ họng của mình bị ngàn cân ngăn lại. Một nhân vật như vậy, làm sao mình có thể hận? Anh ta xứng đáng được tôn trọng hơn. Nhưng, thanh âm ở hiện trường cũng không hài hòa lắm, thanh âm giận dữ mắng Sở Trần đã bắt đầu. Anh nói ai là đồ bỏ đi? Tất cả chúng tôi đều là người lớn, chúng tôi có khả năng phân biệt đúng sai. Mặc kệ vì bất cứ nguyên nhân gì, từ chối chữa bệnh cho Tiên Tiên, chúng tôi không đồng ý. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cái thứ gì à, lại còn dạy cho tôi. Anh là cha tôi à? Có một người khác ở đây đang chết lặng. Liễu Tông Hạo, đầu ngón tay truyền đến từng trận đau đớn. Dao xẹt qua, như sao có thể sẽ không có một chút cảm giác, nhưng vì phối hợp với Sở Trần, Liễu Tông Hạo bày ra bộ dạng vân đạm phong khinh. Bọn họ không có diễn tập trước, đây là ý định tạm thời của Sở Trần. Nhưng tại sao lại rạch ngón tay tôi? Liễu Tông Hạo vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đám đông ngày càng tăng, thanh âm mắng chửi mạn mẽ phô thiên cái địa. Liễu Thiên Thiên thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua Sở Trần, tên này, quá cương mãnh, lại vừa mới ở trước mặt mấy trăm người của hội mê Tiên Tiên, nói ra một phen như vậy. Không sợ bị đánh hội đồng sao? Hay là, chúng ta lui về trước? Liễu Mạn Mạn nhỏ giọng mở miệng. Sở Trần lắc đầu, anh đêm nay, sẽ cứng rắn bám vào hội mê Tiên Tiên vô pháp vô thiên này. Cách đó không xa, một nhà ba người đẩy xe lăn đi tới. Một người trong hội mê Tiên Tiên nhận ra danh tính của cô gái. Đó không phải Kỳ Thích sao? Tôi đã từng gặp Kỳ Thích, thực sự là cô ấy. Kỳ Thích cũng tới a, tới vừa đúng lúc, nhanh tới đây hận chết Sở Trần, tên heo chết kia không sợ nước sôi nóng, thế nhưng còn không xin lỗi Tiên Tiên chúng ta. Lưu Giai Hân đẩy xe lăn, đi tới trước mặt Sở Trần, cúi đầu thật sâu, thực xin lỗi. Công ty giải trí Tinh Trần Hạ Lam và Trương Giai đều ngồi không yên, đứng nhìn về phía Dương Học Minh. Dương Tổng, sao lại như dạ ủy Tê Hạ Lam nóng này, Chiến Quốc Vô Song, trong miệng Dương Học Minh, chính là bộ phim cổ trang mà Trương Giai đang quay, bộ phim này bất kể là đầu tư hay dàn diễn viên mà nói, đều rất được chờ mong, Hạ Lam cũng chắc chắn Trương Giai có thể dựa vào bộ phim này để hoàn toàn xác lập địa vị số một tinh trần. Nhưng bây giờ, làm sao các nhà đầu tư lại rút vốn mà không có lý do? Không nên a, Giám đốc Chu cũng nói, chỉ 2 giờ trước. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với nhà đầu tư rất quan tâm đến tiến độ quay phim, nhưng cũng nói rằng họ đang xem xét đầu tư thêm. Cậu cũng nói, đó là 2 tiếng trước. Dương Học Minh chậm rãi mở miệng, tin tức này của tôi, là vừa mới nhận được thông báo, nghe rõ, là thông báo, nhà đầu tư căn bản không cho chúng ta đường thương lượng. Dương Học Minh nhìn Trương Giai một cái, Trương Giai, có đôi khi quá sắc sảo, không chỉ có thể đả thương người khác, cũng có thể sẽ ngộ thương chính mình. Trương Giai sửng sốt, ý của Chủ tịch Dương là, nhà đầu tư rút vốn, là bởi vì cô. Không phải nhà đầu tư vẫn luôn coi trọng Trương Giai sao? Hạ Lam đứng không vững, thất lễ một chút. Hạ Lam xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, cửa lớn vừa đóng lại, liền khẩn cấp gọi điện thoại cho nhà đầu tư, khuôn mặt lộ ra tươi cười. Chủ tịch Phương, xin chào, thật ngại quá, muộn như vậy còn làm phiền, cô đang muốn hỏi chúng tôi về việc rút vốn. Đầu dây bên kia. Giọng nói của người trung niên trầm ổn, vậy thì không cần nhiều lời, yêu cầu của Chiến Quốc Vô Song, đối với nhân vật chính, là một nam tử Hán đội trời đạp đất, lúc trước chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, quên mất người thiết kế nhân vật của Trương Giai trái ngược với nhân vật chính, Chiến Quốc Vô Song, may là, chuyện xảy ra tối nay khiến chúng tôi kịp thời phát hiện sai lầm, kịp thời ngăn tổn hại. Cô Hạ, nếu không có chuyện gì khác, cúp máy trước. Nói xong liền cúp máy, Hạ Lam di chuyển bước chân như xác chết. Đẩy cửa trở lại phòng làm việc. Hạ Lam, đến tột cùng làm sao vậy? Trương Tiên ngữ khí nóng nảy,
mang theo lo lắng, nhà đầu tư thật sự muốn rút vốn sao? Hạ Lam gật đầu, nhìn Dương Học Minh, Chủ tịch Dương, chuyện này thật sự không có đường xoay chuyển sao? Tôi nói rồi, bọn họ chỉ đơn phương thông báo, không phải để thương lượng với chúng ta. Dương Học Minh buông tay, đồng thời nhìn thoáng qua Trương Tiên, lắc đầu. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Trương Tiên vội vàng nói, bộ phim này mới quay chưa đến 1/5 tiến độ, bọn họ hiện tại rút vốn, là vi phạm hợp đồng, phải bồi thường tiền. Nhà đầu tư nói, cụ thể bồi thường bao nhiêu, luật sư của họ sẽ đến can thiệp với chúng ta. Dương Học Minh mở miệng, cứ như vậy đi, Trương Tiên, thêm một thất bại, thêm một bài học, một chút khôn ngoan. Tôi đến tột cùng đã làm sai điều gì? Trương Tiên hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn chẳng qua là lợi dụng ảnh hưởng của mình, trừng phạt nhẹ một tên không có mắt. Trương Tiên chưa từng nghĩ tới, trừng phạt tên này lại còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhà đầu tư cũng có phần chuyện bé xé ra to. Trương Tiên phẫn nộ, chuyện này nếu truyền đến truyền thông, tôi muốn xem, nhà đầu tư phải đối mặt với truyền thông cùng với chỉ trích của người hâm mộ như thế nào. Dương Học Minh lắc đầu, Trung Quốc chúng ta có một câu nói, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, cộng đồng fan của cậu rất tích cực, vốn là chuyện tốt, bọn họ cũng nâng cậu lên một độ cao nhất định, nhưng đêm nay, vừa vặn cũng là fan của cậu làm toàn bộ chuyện càng náo loạn càng lớn, mới có thể được càng ngày càng nhiều người chú ý. Nhưng chuyện có liên quan gì đến bộ phim, Chiến Quốc Vô Song, này? Trương Tiên vẫn không phục, tại sao Phương Thế Hùng lại làm loại chuyện tổn hại người khác mà không có lợi cho mình? Hạ Lam cũng nghĩ không ra. Đối với lý do Phương Thế Hùng đưa ra rút vốn, cô hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bất kỳ khí chất nào của nhân vật chính, Chiến Quốc Vô Song, Hạ Lam tin rằng Trương Tiên đều có năng lực diễn xuất tốt, huống chi, có đôi khi, diễn xuất tuy rằng rất quan trọng, nhưng lưu lượng, sức hấp dẫn càng thêm quan trọng. Người hâm mộ Trương Tiên có kỳ vọng rất lớn đối với bộ phim, Chiến Quốc Vô Song, nếu đột nhiên được thông báo, nhà đầu tư rút vốn, đây đối với hội mê Tiên Tiên mà nói, cũng là một đả kích. Có thể tìm một nhà đầu tư khác, lấp đầy lỗ hổng này không? Hạ Lam vội vàng hỏi, có phải cô đã quên, bản quyền kịch bản, Chiến Quốc Vô Song, đều thuộc về Phương Thế Hùng, hiện tại Phương Thế Hùng rút vốn, cô cảm thấy bộ phim này còn có thể tiếp tục quay sao? Dương Học Minh dừng lại một chút, nhưng, nếu như công ty toàn lực chu toàn mà nói, cách có lẽ còn có một cái. Trương Tiên và Hạ Lam vội vàng nhìn Dương Học Minh. Dương Học Minh trầm ngâm một hồi, đổi nhân vật chính. Trương Tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.